Alo, chị có nghe rõ không? Các chị có nghe được chưa? Dạ rồi, cảm ơn. Sáng nay mình học kinh Xá Lợi Phất, đúng kinh Xá Lợi Phất. Ở trong chú giải đó, trong chú giải kinh này thì không có nói gì nhiều, bởi vì ở đây chính Phật tử của mình á, mình nhìn vào bản tiếng Việt mình thấy mình cũng không có gì mà không hiểu, không biết. Tức là ngài Xá Lợi Phất á, ngài thuyết pháp cho đại chúng nghe bằng một cái cách nói lưu loát rõ ràng và một cái giọng nói dễ nghe, minh bạch. Thì ngài Văn Duy Sái thì tận tai nghe và tận mắt chứng kiến cái hình ảnh đó, và ngài có một lời tán thán, ở đây các vị có thấy cái chữ là thiện xảo đạo phi đạo đó, thì nói là đừng nói rằng không có gì giải thích, nhưng mà thật ra đây là cái chữ mà đáng để cho mình lưu ý, thế là đáng để mình lưu ý cái chữ đó. Bởi vì cái thiện xảo đạo phi đạo đó, đây là một cái vấn đề lớn, đây là một cái vấn đề lớn mà một người tu học nếu mà quan tâm thì chỉ riêng cái chữ đó thôi cũng đáng để mình suy nghĩ. Mắt ra gác sát cua ví đô, ngày Minh Châu dịch theo thiện xảo đạo phi đạo, có nghĩa là biết rõ cái gì là nên và không nên, biết rõ cái gì đúng và sai, và tùy theo cái trình độ của mỗi người mà cái thiện xảo này nó khác nhau. Ví dụ như tôi nói một không biết bao nhiêu mấy ngàn lần rồi, ngày mà mình chưa có biết Phật pháp á, thì một là mình thích cái gì mình làm cái đó, thiện xấu bất phân, thiện ác bất phân. Đó là cái ngày đầu tiên mình, cái ngày mà mình chưa biết đạo đó, mình cái thiện ác mình không có phân biệt, mình thích cái gì thì mình làm cái đó. Rồi khá hơn một chút nữa đó là tuy không biết Phật pháp nhưng mà mình cũng còn biết chút ít cái gì là đạo đức, cái gì là bất nhân bất nghĩa, cái gì là vi phạm pháp luật, cái gì là bị xã hội lên án. Đó, thì cái đó gọi là cũng biết phân biệt chút ít. Nhưng mà các vị không biết, các vị còn nhớ một lần tôi kể các vị nghe câu chuyện là tôi về tôi lắp ở Bến Tre đó, có một ông cụ đó 80 mấy tuổi, tôi nhớ tôi thuyết pháp ngoài vườn cho nó, gia đình mời tôi ra ngoài vườn chơi cho vui đó, để sẵn có thuyết pháp rồi đó. Thì ông cụ đó 80 mấy tuổi, ông cụ nói như thế này, ông cụ đó một đời của tôi đó là lầm lầm, một đời tôi lầm lầm đánh dữ, tôi bây giờ tôi có đi tôi cũng yên tâm rồi. Tôi là ông già bà già để tôi miếng đất, rồi tôi chí thú làm ăn, rồi lớn lên có vợ có con, tôi làm tròn trách nhiệm của người chồng người cha đối với láng giềng xã hội bè bạn bà con, tôi không có lỗi lầm với ai, tôi cũng không có dịch dọc cướp của đốt nhà giết người, tôi không có vi phạm pháp luật. Thì ông nói vui vậy đó, ông nói bây giờ tôi lớn tuổi tôi dạy mà tôi nhớ là tôi cũng vui, tôi một đời này tôi không có làm gì ác. Tôi năm đó tôi còn trẻ lắm, tôi nghe tôi hơi giật mình, giật mình ở chỗ là tôi biết rằng là cái cách nghĩ của ông cụ này nè, không phải là một mình, không phải chỉ riêng ông ấy nghĩ như vậy, mà có hàng triệu người Việt Nam vẫn nghĩ như vậy, vẫn nghĩ rằng sống được như ông như vậy là coi như là tuyệt vời rồi. Có nghĩa là không có vi phạm pháp luật, không có bị nợ nần, không bị thù oán, không có vấn đề về xã hội về pháp luật, rồi là quá ngon lành rồi. Nhưng mà chưa có đủ, còn có cái khác nữa. Nếu mà ông ngồi ông nghĩ kỹ lại á, nếu mà ông ngồi ông nghĩ kỹ lại đó, thì cái mà ông gọi là thiện ở đây đó, nó chỉ là vấn đề pháp luật và vấn đề dư luận thôi. Còn cái chuyện mà ông nói rằng ông là một người tốt, thật ra tốt đây có nghĩa là ông chỉ là người tốt với vợ con, với
cha mẹ với gia đình ông thôi, chứ ông có bao giờ mà ông biết nghĩ tới người khác ngoài ra cái gia đình bé nhỏ của ông hay không? Cái chuyện đó là không có rồi đó. Nói chi là cái tấm lòng của ông đối với những cái loài chúng sanh mà không phải con người. Ví dụ như đối với muôn tiểu thú lợn ông càng không biết. Cho nên là khi mà mình chưa biết đạo đó, cái chuyện mà phân biệt thiện ác, nên và không nên, nó rất là hạn chế. Rồi tới cái ngày mà mình biết đạo đó, mình vô chùa mình cúng được chút ít, thỉnh thoảng được thọ, có cái dịp thọ bảo quan trai, thỉnh thoảng nghe pháp tụng kinh bố thí cúng dường, phục vụ tăng ni phật tử chút ít công việc nặng nhọc gì đó, mình nghĩ là đủ, mà chưa tới đâu hết á. Cái phiền não mình mà nó là một núi, mà những cái nỗ lực công đức của mình á, nó chỉ là cái móng tay, mình lấy cái móng tay mình khiều mình bóc thôi, nó mà thấm thía vào đâu cái tay hết. Cho nên mình cái chuyện mà mình cho rằng những công đức đó là đủ thì nó quá vội đi. Cái chuyện mình đạo phi đạo đây nó đặc biệt lắm, nó sâu lắm. Hồi nãy tôi có nói rồi, mình chưa biết đạo thì mình chỉ biết cái gì mà nó liên hệ tới dư luận, cái gì liên hệ tới pháp luật để mình tránh thôi. Cái người khá hơn chút họ không làm cái gì mà họ bị cắn rứt lương tâm. Nhưng mà quý vị lòng ơn nhớ giùm tôi, cái tiêu chuẩn hay là cái chuẩn mực đạo đức ở mỗi người nó khác nhau. Có rất là nhiều việc mà A thấy được mà B thấy không được. Ví dụ như có người họ thấy cái chuyện mà đánh vợ, họ mắng con là chuyện bình thường. Nhưng có người họ thấy mà ra tay với đàn bà là chuyện không có nên. Đó, quý vị thấy không? Cái chuyện nó chút xíu rồi là đã khác nhau rồi. Trong đạo cũng vậy. Mình đi xuất gia, mình cạo đầu đắp y, rồi cái mình có được, mình nhập được một hạ, hai hạ, năm hạ, mười hạ, mình trở thành một vị đại đức, thượng tọa, rồi hòa thượng. Rồi cái từ từ mình có được cái chùa, cái mình có 50 Phật tử. Rồi mỗi nửa tháng, tháng thì thỉnh thoảng vậy đó, mình có một buổi giảng cho Phật tử, rồi tới hồi cúng dường. Rồi tới cúng dường thì mình, ai chết thì mình có đi làm đám cầu siêu, ai bị bệnh tân gia đầu năm đầu tháng mình có cầu an. Rồi ta tới chùa thì mình biết cái gì mình nói cái đó, như vậy thì cứ tiếp tục tu kiểu như vậy thì 50 năm, 30 năm mình thì cũng là tu rồi, nhưng mà thật ra nó chưa tới đâu hả. Rồi sao nữa, mình còn phải có trách nhiệm với Phật học Pháp hành nữa. Mình biết 5-3 điều lực chưa có đủ đâu, lực để mà giữ mình nó chưa có đủ đâu. Mình còn phải biết luật để mà giải quyết những vấn đề của tăng sự nữa, như si ma rồi giới đàn vân vân, chứ không phải chỉ biết giới, chỉ biết giữ 220 giới, 7 giới đâu. Mình còn phải giải quyết những vấn đề thuộc tăng sự, thuộc giáo hội, thuộc chư tăng nữa. Rồi như vậy đủ chưa? Chưa. Mình đối với bản thân mình còn phải có một chút ít hiểu biết căn bản về giáo lý, duyên sinh duyên hệ phải biết, chứ còn mù tịch không biết rồi cái giáo pháp được để lại mình học được có bao nhiêu. Rồi chưa hết đâu, pháp học và pháp hành nữa, mình cũng phải có chút ít kiến thức căn bản về tứ niệm xứ, về thiền chỉ, thiền quán. Chứ không thể nào mà mình cứ nghĩ rằng mình không có làm gì phạm giới gì được rồi thì cũng chưa có đủ. Đó nó còn tới 1001 chuyện để mình phải làm. Hành giả bây giờ tôi chỉ nói riêng cái chuyện mà hành giả mà được cái cảm giác phỉ lạc thôi, mà mình cứ thấy nó lân lân, nó nhẹ nhẹ, nó mát lạnh, cái mình nghĩ đủ rồi. Mình tự hào, tự mãn, tự đắc, tự kêu mình cho như vậy là đã đắc rồi, đã chứng rồi cũng chưa có được. Bởi vì trong thiền quán có một cái từ là đạo phi đạo, tri kiến tịnh á. Có nghĩa là hành giả mà nếu mà tu đúng các môn tứ niệm xứ á, thì hành giả sẽ thành tựu nhiều cái pháp tánh rất là đặc biệt. Ví dụ như hành giả tự nhiên thấy cái trí tuệ mình sáng ra, tự nhiên thấy cái đức tin Phật pháp mình nó mãnh liệt hơn, tự nhiên thấy cái sức tinh tấn của mình nó coi như là nó mạnh mẽ hơn, tự nhiên mình thấy coi như về thân thể của mình nó mình có những cái niềm an lạc mà trước đây chưa bao giờ có được, mát lạnh nhẹ nhàng muốn bay được như vậy. Thậm chí có người còn cảm nhận được cái ánh sáng như là hào quang như từ cơ thể của mình nữa. Thì tất cả những cái đó nó được xem là cái cạm bẫy của người tu, gọi là tùy phiền não quán. Nếu mà mình cắt khúc nó lấy riêng nó ra mà nói thì đúng, mình tu hành mà tự nhiên cái huệ mình sáng ra, cái sức tinh tấn mình nó mạnh ra, cái niềm tin mình nó thường cố, nó vững vàng hơn thì cái đó tốt.
Nhưng mà nếu mà mình ôm gì đó, mình tự nhiên mình thấy mình giống như mình đắc cái gì, mình trứng gì đó, cái đó là sai. Vượt qua được cái này, biết đó là đồ giả, biết cái đó là của tạm, biết cái đó là quán trọ, thì biết như vậy được gọi là đạo phi đạo tri kiến thức. Dễ sợ như vậy đó. Có nghĩa là chỉ riêng cái chuyện mà biết rõ cái gì nên, cái gì không nên, cái gì tốt, cái gì xấu đó. Chỉ riêng cái chữ này không đó. Nãy giờ tôi nói không biết bao nhiêu phút rồi. Có nghĩa là ở ngoài đời họ hiểu, họ cái gọi là đạo phi đạo, ngoài đời họ hiểu khác. Mà ngay cả những người đời với nhau đó thì đã trên là đã sai biệt. Nó chỉ là trên cái đường tu của tăng ni Phật tử, rồi trong cái giới hành giả thì chỉ thì quán, từng bước, miễn là còn phàm chưa là thánh, thì chúng ta phải luôn luôn và liên tục phát hiện ra cái gì cần phải vượt qua, cái gì cần phải sửa đổi, cái gì cần phải thêm, cái gì cần phải bớt. Tôi nói 1000 lần đó là cái đề tu hành. Nếu mà phải nói gọn đó, thì mình có thể nhắc lại câu nói của ông Rodin là ông kiến trúc, ông điêu khắc gia người Pháp. Ông nói tôi đem về một hòn đá, một khúc gỗ, bỏ đi những chỗ thừa, thì cái còn lại chính là tác phẩm điêu khắc của tôi. Có người hỏi ông về cái bí quyết, những cái bí quyết để mà điêu khắc, ông nói như vậy. Ông nói tôi đem về một miếng kim loại, một khúc gỗ, một hòn đá, và bỏ đi những chỗ thừa. Cái chữ thừa này phải gạch dưới bằng mực đỏ nha, gạch dưới mà viết bằng mực đỏ. Bỏ đi những chỗ thừa có nghĩa là khi mà ông muốn tạc tự một ông già thì ông sẽ thấy rằng ở trên đảng đá này cái chỗ nào cần phải bỏ đi để cái còn lại là một ông già. Sẽ muốn tạc thành một đứa bé hay là một cô gái thì ông nhìn cái đảng đá đó, ông phải tính toán như thế nào, ông sẽ bỏ đi những chỗ nào mà để cái còn lại đó, đó là hình cô gái hoặc là hình đứa bé. Các vị nghe kịp không? Cái bí quyết này nghe rất đơn giản nhưng nó rất là sâu. Thậm chí Mê Thẩm là một danh họa Trung Quốc đời nhà Tống, ông cũng có một cái nguyên tắc hội họa rất là độc đáo. Mỗi lần thuyết pháp tôi hay nhắc một những nguyên tắc hội họa của ông, một trong những cái lời nhắc nhở của ông để lại cho người sau, trong đó có một câu thế này. Ông nói thường khi mà bắt đầu vẽ vào bức tranh, người ta chỉ quan tâm đến cái chỗ nào mà mình có thể đặt cái cọ vào. Và khi ngắm tranh cũng vậy, người ta thường đã quan tâm đến cái chỗ nào được vẽ, chỗ nào có mực. Nhưng mà ông nói như vậy chưa có đủ, bởi vì mình còn phải quan tâm đến cái chỗ trống còn lại của bức tranh nữa. Nếu tôi nói các vị có nghe kịp không? Thí dụ như bây giờ mình muốn vẽ một cái người ốm thì cái nét mực của mình nó phải, thay vì nó nằm ở điểm A, nó phải nằm ở điểm B thì cái người nó mới ốm được. Chứ cái nét mực đó mà nó hơi mặn tay một chút, nó hơi nhòe ra một chút, nó hơi rộng ra một chút thì người đó thành ra người mập mắt rồi, đâu còn là người đẹp nữa. Bây giờ mình muốn vẽ Quan Công, muốn vẽ Trương Phi, Lý Quỳ thì bắt buộc cái phần cái chỗ râu đó mình phải đậm vào một chút, cái mực nó phải nhiều hơn một chút, mình phải gia công nhiều hơn một chút thì mình mới ra cái hàm râu của Quan Công, của Trương Phi, của Lý Quỳ chứ. Có nghĩa rằng thì là cái chẳng những mình phải quan tâm đến cái chỗ mà mình đặt cái cọ vô, mà mình còn phải quan tâm đến cái chỗ trống còn lại nữa. Chính cái chỗ trống còn lại đó, cái chỗ mà mình không có để cọ vô, cái chỗ mà không có mực, cái chỗ đó đó nó mới cho phép mình liên tưởng tới cái này cái kia. Ví dụ như một khoảng trời, một cái mặt nước của hồ, của sông, của biển, ví dụ như vậy. Cho nên khi mình vẽ bức tranh, khi nhắm vào bức tranh thì phải có một cái nhìn toàn diện. Chỗ này phải để trống nè, chỗ này phải có thêm một nét vẽ nè, nói chung là chỗ này phải có mực và chỗ này không nên có mực chỗ này nè. Vậy đó, trong cái đường tu đó thì cái thái độ đó được gọi là đạo phi đạo. Thiện xảo là chỗ đó đó, chỗ đó đó, nó sâu cả sâu chỗ đó. Và nói tới đây thì chúng ta quay lại Ngài Sa Lạc Phật. Dĩ nhiên là cái đạo phi đạo của Ngài Sa Lạc Phật nó sâu và nó rộng gấp triệu lần so với người khác. Là vì sao? Thí dụ như lẽ ra đó, cái chỗ đó đó người ta hỏi mình thì mình chỉ nói tới đó thôi, nhưng mà Ngài Sa Lạc Phật lại khác. Mình thì mình nói tới đâu, mình biết tới đâu mình nói tới đó. Còn Ngài Sa Lạc Phật thì cái biết của Ngài rộng hơn mình, cho nên Ngài có cái lựa chọn, có cái cân nhắc nhiều hơn. Chỉ riêng cái chuyện nói thôi là Ngài Sa Lạc Phật lại cân nhắc nhiều hơn người khác. Ngài phải suy tính nói như thế nào mà để cho người này hiểu nhanh hơn, dễ nhớ hơn.
nói như thế nào mà tất cả những vấn đề liên quan phải được trình bày rốt ráo, không bị bỏ sót, không bị bỏ sót. Thì cái người như vậy đó được gọi là thiện xảo trong cái đạo phi đạo, có nghĩa là chỗ này nên nói này, cái này đúng, chỗ này cái này nên nói, nhưng mà không phải chỗ này, không phải lúc này, không phải cho người này, không phải cho trường hợp này, không phải cho chỗ này, không phải cho hoàn cảnh này, không phải cho thời điểm này. Tức là ngay trong cái chuyện mà nên nói đó, thì còn phải tiếp tục là lựa chọn tích nói chi là những cái điều không nên nói ra. Đó, cái này gọi là đạo phi đạo, nó thiền xảo nó chỗ đó đó. Có nghĩa là cái đạo phi đạo nó có, tối thiểu nó có hai bước. Bước một là phân biệt xấu tốt. Rồi cái bước hai nên và không nên tốt hơn. Các vị có phân biệt không? Cái đạo phi đạo đây nó có ba bước. Bước một là phân biệt tốt và xấu, để lánh ác chọn thiện. Đó. Nhưng mà bước hai đó là cái khi mình giữ là cái thiện rồi đó, thì mình thấy cái hoàn cảnh này, cái này nên hơn cái này. Nhưng mà tới bước ba đó là tới cái bước gọi là tao chuốt, có nghĩa là trong những cái nên này nè, cái này tốt hơn cái này, cái này tốt hơn cái này. Nếu mà người tu mà nhớ đi chỉ hiểu sâu cái chữ đạo phi đạo này nè, là coi như tôi nghĩ là đã đi hiểu sâu cái chữ này, đã thành thánh rồi nha, đã thành thánh rồi. Cái bài kệ, cái bài kinh này nó sâu cái từng chữ như vậy đó. Thì giáo đạo ở đây cũng là lý đó, cái lý lẽ đó. Bước một là biết rõ cái tốt và xấu, thiện và ác. Bước hai biết rõ rồi, trong cái khi mình bỏ cái ác, giữ được cái thiện, thì mình biết rõ cái này cái nào nên và không nên. Rồi tới bước ba đó là cái tốt và tốt hơn. Và ngay cái này thì ngài sẽ là Phật, dĩ nhiên là không bằng được Phật. Cho nên trong cái chuyện độ sinh, ngài sẽ là Phật vẫn còn có chỗ không chắc. Thì cái biết ngài không được như người cái biết của Đức Phật. Đức Phật là toàn giác, là chánh đẳng giác. Còn ngài sẽ là Phật, ngài biết người ta đi xuất gia với mình, cái tánh tình người ta như vậy thì phải nói cái này cho người ta nghe, phải dạy cái điều một lần cho người ta, cái này mới là thích hợp cho người ta nè. Nhưng mà thật ra đó, có khi người thấy không tái. Danh trong kinh mới kể trường hợp có lần đó ngày dạy thiền cho đệ tử suốt 3 tháng mà không thấy nhúc nhích, không có thấy một cái thành tựu nhỏ xíu nào hết. Thì ngày mới đem người đệ tử đến trình với Đức Phật. Ngài nói con đã dạy 3 tháng rồi mà cái người này huệ căn rõ ràng là rất là cao, ngộ tánh rất là khá, thông minh sắc sảo, tinh ý, nhanh nhạy, mà tại sao mà con dạy cái đề mục bất tỉnh này mà sao cái người này không có thấm gì hết, mà là xưa giờ cái chuyện này chưa từng xảy ra. Thì Đức Phật nói hãy để thì tự ở đây được chiều rồi nhận mình chiều tới dắt về. Thì lúc đó khi mà ngài sẽ phất để người học trò của ngài ở lại đó, thì Đức Phật ngài mới dắt, ngài mới trong kinh có chỗ kể rộng, có chỗ kể hẹp. Cái chỗ kể rộng nói rằng Đức Phật ngài đã cho vị này một lá y mới, xong rồi dắt bên này đi đến nhà của một người Phật tử mà đã thỉnh Đức Phật từ lâu lắm rồi, đến đó để mà thọ trai. Thọ trai xong rồi về đó, Đức Phật dắt cái vị tỳ kheo này ra một hồ sen của chùa Kỳ Viên á, ngài chỉ cho vị này thấy những hoa nở rồi, sắp nở rồi, chưa nở. Các vị tưởng tượng có ai được như vậy không? Mình đến viếng chùa mà vị trụ trì mình đối xử với mình được như vậy là đại phúc, là vạn hạnh. Nói chi đây là một vị chánh đẳng chánh giác mà đối xử với mình như vậy, dắt cho đi ăn ở nhà đàn kính đại gia, xong rồi về rắc dắt ra hồ sen cho ngồi ngắm cảnh một đường một lát. Thì Đức Phật này dạy là như hãy ngồi đi, như là cần đi nằm nghỉ một chút. Thì vị tỳ kheo còn lại một mình vẫn tiếp tục ngồi ngắm mấy hoa sen đẹp quá mà. Hôm nay các vị về Ấn Độ thì cái vườn sen, cái hồ sen của chùa Kỳ Viên dĩ nhiên 2500 năm rồi, làm gì còn. Thì từ trong hương thất, tức là từ trong phòng ấy, Đức Phật này quan sát cái nội tâm của vị tỳ kheo ngồi đang ngồi bên ngoài. Phật này biết vị này đang chú ý đến một cái hoa sen, thì ngày mới khiến, ngày mới dùng mình công để hoa sen đó từ bất, từ nở ít, từ cái hàm tiếu nó nở ra đại đóa, nở rộng ra, nở hết cỡ. Xong rồi từ 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 từ
nó rụng từng cánh xuống, rồi cuối cùng nó chỉ còn lại có cái gương sen thôi. Và cái gương sen nó từ cái màu xanh lá cây nhạt nó chuyển qua đậm, rồi từ đậm nó chuyển qua hơi có một chút vàng, rồi nó úa từ từ rồi bắt đầu nó khô hẳn, rồi bắt đầu nó khô quắt, khô queo, rồi nó gãy ngang, nó lụt xuống, nó rụng xuống hồ. Thì tất cả những cái quá trình đó nó diễn ra trong một thời gian rất ngắn, rất ngắn, làm cho vị tê này có cái tâm dao động, thấy cái sự kỳ lạ và kinh cảm cái sự vô thường đó, thì nó chứng quả là. Thì buổi chiều hôm đó là ngày Sa Phát đến, thì Đức Phật giao trả lại người học trò, và ngày dạy rằng chuyện nên làm đã làm rồi. Thì ngày Sa Phát biết liền, đời nó làm thợ bạc, chỉ quen với hình ảnh sạch sẽ, đẹp đẽ, thuần tịnh, tinh khiết. Bây giờ thì ngài Sa Phát thấy vị này xuất thân từ gia đình giàu có, sung sướng, thì chắc có lẽ là thích hợp với đề mục bất tịnh, để cho bỏ bớt cái tấm thanh ham thích hưởng thụ, ăn ngon, mặc đẹp, tự hào về cái làn da, về sức vóc của mình. Thì thôi thì dạy cho đề mục bất tịnh để mà bỏ đi những cái tham ái đó. Nhưng mà ngài Sa Phát này không có nghĩ đến cái chuyện là trong căn cơ của mình có chút vấn đề. Tôi xin chắc lại, cái sức nhớ của ngài Sa Phát, ngài nhớ vô số kiếp của vị tỳ kheo này. Nhưng mà khổ chỗ là nhớ như vậy, nhưng mà ngài không có đủ sức để ngài biết rằng trong những cái sự kiện mà diễn ra trong đời quá khứ như vậy, thì những sự kiện nào đã để lại những ấn tượng như thế nào trong con người này. Thì về cái mặt này này, ngài Sa Phát không bằng. Tôi ví dụ một lần nữa, giống như tôi biết rõ quý vị là một người đã từng đi 80 quốc gia, tôi biết rõ quý vị xuất thân giàu có, tôi biết rõ quý vị từng ăn uống bao nhiêu thức ăn trên các cái thành phố trên thế giới, tôi biết rõ quý vị từng ăn món gì của nước nào, tôi biết rất rõ. Khổ một nỗi chiều nay cái vị đến nhà tôi, thật sự mà nói cái cuộc đời quý vị tôi rất là rành, nhưng mà thật sự mà nói tôi cũng, nếu không phải là người chí thân thì làm sao mà tôi biết quý vị thích món gì để mà tôi đãi chiều nay. Nó khổ như vậy. Không phải là tôi không biết về cuộc đời của quý vị, tôi biết rõ lắm, tôi đã theo dõi các vị suốt 40 năm rồi nha. 40 năm nay các vị đi đâu, làm gì, với ai, ăn gì, mặc gì, tôi biết rất rõ và rất rõ. Tôi nhớ hết, tôi nhớ rõ hơn cả quý vị nữa. Nhưng mà khổ một nỗi, nếu không phải là chỗ chí thân chí ái thì làm sao mà tôi biết trong số những thức ăn hàng ngàn món ăn mà quý vị đã ăn trong mấy chục năm qua ở 80 quốc gia đó, cái món nào là món rô của quý vị. Là sao tôi biết? Mặc dù từng sinh hoạt lớn nhỏ trong đời quý vị trong 40 năm qua không có cái nào mà tôi không biết. Thì ngài Sa Phát cũng vậy, cái sức nhớ, sức hiểu của ngài phải nói là vô hạn. Nếu mà trong hàng tinh văn, ngài là vô hạn, ngài là đỉnh, ngài là top. Nhưng mà khổ một chỗ, ngài giống như tôi mới vừa nói, biết rõ đời của một người trong suốt 40 năm từng chi tiết, nhưng mà để rút ra những cái kinh nghiệm, những cái nhận xét mà cốt lõi đó thì khó lắm. Nếu không phải là mẹ con, vợ chồng, bạn bè mà chí ái, chí thân, chí thiết thì rất là khó nha. Cho nên sẵn ở đây tôi nói xa, nói như thêm một cái chuyện đó nữa, để là cái sự khác biệt giữa ngài Sa Phật và Đức Phật, gọi là cái đạo vi đạo. Nếu mà hiểu rộng là phải như vậy, tức nghĩa là bỏ ác, lấn ác là tìm thiện, đúng rồi, mới bước một. Rồi còn cái bước hai nữa, trong cái thiện đó, nó còn có cái nên và không nên nữa. Về điểm này thì có sự khác biệt nữa giữa A và B nha. Cho nên ngày Văn Nghi Xá mà ngày nhìn thấy ngài Sa Phật cảnh xuất sắc, một con người xuất sắc. Cho nên cái chỗ đó gặp mình đó thì mình không có nói được như vậy, không có nói được như vậy. Nhưng mà cái con người này nè, cái hoàn cảnh đó, trong cái đề tài đó mà con người này đã nói được như vậy, đã tránh được cái chỗ cần tránh, đã phô diễn, đã hiển bày cái chỗ cần phô diễn, cần hiển bày, cần nói rõ, cần nói sâu, cần nói rộng. Cái chỗ đó thay vì mình nói sâu chỗ là ngài lấp, mà cái chỗ mình gặp mình sẽ nói phớt qua thì ngài lại tô đậm. Về điểm này mình không thể nào bằng ngài. Và chính vì là Phật diễn, Phật thi, Thánh thiện, Thánh thi, dân chúng ngài biết nhau, ngài mới đặc biệt hoan hỷ, ngài mới gọi là xin phép ngài Sa La Phất cho ngài được phát biểu. Tán thán là sao bằng cái câu kệ ni này.
như trong bài kể này, cái sâu là nó sâu chỗ đó, nó sâu cái chỗ là cái chỗ là nghe thấy rõ ngài sẽ gặp Phật. Mà cái tay mơ ngoài không thấy được cái chỗ này. Và Trần Chí Giải chỉ có nói thêm một chỗ là cái âm thanh của ngài sẽ gặp Phật rất là hay, rất là đặc biệt. Đúng là chúng tôi còn nói thêm nữa nhưng mà sẽ mất thời gian hết, tức là cái thời gian tu tập ở la mặt của vị Phật độc giác thì gấp đôi ngày Sa Lợi Phật, gấp đôi cái vị mà thượng thủ chí thượng tinh văn. Tuy nhiên kiếp chót của vị độc giác, tôi nhắc lại, tu thì tu gấp đôi, nhưng mà kiếp chót của vị Phật độc giác thì có thể là một người nghèo khó, thậm chí khuyết tật về cơ thể. Tôi nói rõ là khuyết tật chứ tôi không có nói là tàn tật bẩm sinh, chứ không có phải nha, làm ơn nhớ giùm tôi cái đó nha, không phải là tàn tật bẩm sinh, cái đó là người lạc vô tinh. Còn cái vị độc giác là người tam nhân, mà kiếp chót là người tam nhân, làm sao mà bị cái tàn tật bẩm sinh, nhưng mà bị khuyết tật thì như là bị tai nạn gì đó, bị thiếu mất, bị khuyết lõm các căn một chút gì đó, ví dụ như vậy, nhưng mà không phải là bẩm sinh. Thậm chí có thể nghèo khó, thậm chí có một cái ngoại hình, có một cái nhân dáng khó nhìn, sức thân nghèo khó, nhưng mà riêng về cái vị mà chí thượng tinh văn thì không, vì cái vị này đó là một phần tô điểm cho chánh đẳng giác, phải nhớ như vậy. Vì hai cái vị chí thượng từ tay phải tay trái là một phần tô điểm cho vị chánh đẳng giác, cho nên cái duyên nghiệp tự nhiên, cái quy luật tự nhiên là hai vị này chỉ có hai cái chỗ sức thân thôi. Đó là nói theo cái xã hội Ấn Độ đó là Bà La Môn và Sắc Đế Liền, có nghĩa là phải là đại gia đó, hàng đại gia hoặc là danh môn vọng tộc, chứ không có thể nào mà có một sức thân tầm thường. Và cái nhân dáng của hai vị này cũng không được phải là tầm thường được, cũng phải hơn người, vì vì hai cái vị này nó là một phần tô điểm cho vị chánh đẳng giác, là những vị sứ giả hàng đầu của vị chánh đẳng giác, là đại diện, là tiêu biểu hàng đầu cho vị chánh đẳng giác. Cho nên có một số đặc điểm trong đời tư thì hai vị này hơi đặc biệt. Và hai vị chí thượng tinh văn có những điểm mà nãy tôi có nói rồi, nói riết rồi nó đi nó lạc bài kinh, nhưng mà không nói thì cũng sợ không biết có dịp nào nói hay không. Thí dụ như trong kinh chú giải nói rằng là chú giải trong tiểu bộ, chú giải trong kinh niệm xứ nói rằng trong cái đường tiêu hóa đó của vị Phật độc giác và vị chí thượng có điểm giống nhau. Trong cái đường tiêu hóa của vị chánh của phàm phu mình ấy, thì có đàm, rồi có máu, rồi có nước bọt, có tùm lum trong đó, có mật. Nhưng mà riêng cái đường chính vì cái chỗ cái đường tiêu hóa mình nó đủ thứ tạp chất, cho nên mình đi bài tiết nó có cái mùi bất tịnh hơn là mấy cái vị độc giác và chí thượng tinh văn. Vị chánh đẳng giác là khỏi nói rồi. Thì trong kinh nói cái vị độc giác và vị chí thượng tinh văn trong cái cơ thể đó, cũng đặc biệt so hơn người bình thường, có nghĩa là nói nôm na là trong cái đường cái ruột già gì đó là chỉ có mật, không có những cái dịch chất mà thừa thải như người bình thường. Người thường ở trong cái ruột già này có máu tươi trong đó chút xíu, thí dụ như vậy, có nhiều đàm trong đó, nhiều nước nhờn trong đó, nó làm cho tanh, làm cho thối. Nhưng mà riêng đối với vị chí thượng và vị độc giác thì không có cái đó, bớt được, càng bớt được càng tốt. Cho nên hai vị này không có cái gọi là có cái mùi đó, cơ thể hai vị này không có những cái mùi thừa thải, không có mùi bất tịnh như là những cái chúng sinh khác. Thì cái chuyện này nó hơi tôn giáo chút xíu thì cái người nghe mà nếu không phải là Phật tử thì lại hơi khó chấp nhận ha. Nhưng mà kể vậy trong kinh nói tới đâu tôi nói tới đó chứ tôi không có lấy tôi bỏ bớt vậy. Cái này thì mình nên ghi nhận như vậy. Mà tôi theo tôi thì các vị hỏi có một số chuyện, các vị hỏi sư có tin hay không, thì tôi sẽ trả lời thế này: tôi biết cái gì mà tin, nhưng mà đối với tôi thì có một số chuyện nếu có thì không có gì lạ. À, nghe cả chuyện có những số chuyện hay siêu hình, chuyện hay tâm linh giúp quý vị hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời như vậy. Tôi đâu có biết gì mà nói có hay không, nhưng mà theo tôi thì chuyện đó nếu có thì cũng không có gì lạ. Bây giờ ta tu nhiều quá mà. Mới đêm qua tôi coi báo, tôi thấy Angelina Jolie tặng cho Brad Pitt là cho chồng của cô đó cái đồng hồ $3 triệu tặng cho chồng. Rồi cách đây mấy năm cũng trong sinh nhật của Brad Pitt, Angelina Jolie suy nghĩ hoài nếu tặng cái gì, cái mua
mua đại miếng đất, rồi nó có cái thác nước đẹp lắm để làm quà sinh nhật tặng cho Brad Pitt. Rồi cũng cách đây cũng không có lâu, ngẫu nhiên tôi có báo tôi thấy, chứ không phải là tôi đặc biệt đam mê gì cái vụ đó. Cách đây cũng 1-2 năm vậy đó, trong cũng một trong dịp sinh nhật khác, thì Angelina Jolie tặng cho Brad Pitt một chiếc xe mô tô 250.000 đô la. Tại sao tôi kể chuyện đó? Tôi muốn nói rằng kẻ ăn không hết mà người lành không ra. Là sao? Cũng đêm hôm qua tôi đọc một bài báo, có ba mẹ con nghèo đến mức mà coi như có lúc ba mẹ con ăn chung như một gói mì. Các bạn nghe có chịu nổi không? Một gói mì tôm mà ba mẹ con phải chia nhau. Mà trong khi đó là vợ tặng chồng món quà sinh nhật 3 triệu đô la. Tôi coi đó tôi giật mình, tôi cười của mình, tôi nói trời ơi, chị phải mà cái này mà tôi được một nửa, cái này là tôi đã có một miếng đất tuyệt vời ở bên miếng điện. Bây giờ các vị hỏi tôi là chứ nếu bây giờ tôi có 1 triệu đô la, tôi có 1 tỷ đô la thì tôi sẽ làm cái gì? Tôi đem hết về miếng điện. Tôi thèm lắm, tôi không ham làm chủ đâu, nhưng tôi muốn có một chỗ cho người Việt Nam tại miếng điện. Thái thì tại không biết tại sao tôi không có nghĩ. Tích Lan thì tôi nghĩ chắc người Việt mình cũng không có lưu tới thường, cho nên gần Ấn Độ đó thì nếu có tôi sẽ làm một cái cơ sở bên đó. Và bây giờ có sự Thiền Quang làm rồi, cho Phật tử tăng ni lưu tới đó, nhưng mà đặc biệt là miếng điện, mình chỉ cần 1 triệu đồng trước miếng đất thiệt là ngon lành, miếng điện để cho tăng ni Phật tử Việt Nam lưu tới thoải mái hơn là được miếng điện. Mình kiếm chỗ nào mà gần thiền viện tập trung nhiều nhất làm như đất vậy đó, mình làm một cái khu vườn có tường chung quanh, trong trong đó trồng cỏ Nhật và những cái nhà lá thiệt là nhu, thiệt là gọn, thiệt là sạch, lối đi trải sỏi, rồi cái mỗi sớm chiều thì tăng ni Phật tử qua bên thiền viện hành thiền chúng người ta, cứ tối về thì chạy về chỗ của mình mà sinh hoạt. Nhưng mà rồi thì sao? Chuyện đó bây giờ vẫn chỉ là giấc mơ thôi. Trong khi người ta lấy 3 triệu thôi, người ta mua cái đồng hồ đành đó. Thì ở đây tôi muốn nói thế này, những người như Ngài Sĩ La Phất, cái phước này giàu quá chứ. Cái trí tuệ của Ngài nó cách mình xa lắm. Trong khi mình học trước quên sao, nói không hiểu, hiểu rồi không thèm nhớ, nhớ rồi làm không nổi đó. Còn Ngài thì mấy cái vụ đó không có. Tôi nhắc lại, mình thì không có dịp để học chánh pháp, mà có dịp rồi đó cũng không, người ta nói cũng không có hiểu, mà hiểu rồi cũng không nhớ được bao nhiêu, mà nhớ rồi cũng không có hành được bao nhiêu, mà có hành được thì kết quả cũng không được bao nhiêu, mà có kết quả đó thì mình cũng chưa đi được bao xa. Ok, xong bài kinh xong là phát hả. Bây giờ qua bài kinh tự tứ. Qua bài kinh tự tứ, có nhiều cái mà chị nghe tôi tưởng tôi lạc đề, tôi dông một dòng lớn để cuối cùng mình thấy thì trên lệch nhau xa lắm nha, trên lệch nhau xa lắm. Cho nên những cái thấy lạ, nhưng phải nghĩ kỹ là cái phước mình ít. Ngài sẽ là phát ngày được như vậy, bởi vì Ngài tu nhiều quá mà nha. Như kinh tự tứ, cái chữ tự tứ ở đây đó là chữ bó hoa đó nè, tạo dịch là tự tứ nè, mà cái động từ của nó là require, là yêu cầu, là yêu cầu, là đề nghị, là yêu cầu, là đề nghị. Là sao? Tức nghĩa là mỗi một cái mùa an cư, mỗi sau khi mà kết thúc rồi đó, thì chư tăng thì kheo ấy, chư tăng thì kheo ấy, tối thiểu là 2 vị, chứ chỗ đó chỉ có 2 vị với nhau, một vị thì khỏi nói rồi, nhưng mà nếu mà 2 vị trở lên thì phải làm một cái tự tứ. Nghĩa là sao? Vị này nói với vị kia, trong 3 tháng qua đấy, tôi có nói gì, tôi có làm gì mà sư thấy không có hay, cần phải sửa chữa thì sẽ nói cho tôi biết, tôi sẽ sám hối, tôi sẽ sửa chữa, sẽ thay đổi, không có như vậy nữa. Thì cái lời đề nghị này là tiếng Pali gọi là Pavarana, gọi là tự tứ. Tự tứ đây là một cái đề nghị do tự mình nói ra, mình đề nghị người ta góp ý cho mình, thì gọi là tự tứ. Thì thời Đức Phật cũng vậy, thì sau mùa an cư thì Đức Phật và chư tăng cũng làm tự tứ với nhau. Mà chúng ta thấy rõ ràng ở đây, tôi thấy rõ ràng ở đây là thì chính Đức Phật này buổi đầu á, ngài cũng tham dự với chư tăng, nhưng mà sau đó ngài không có tham dự nữa.
Buổi đầu trong kinh mấy ngày lễ mà Bồ Tát mỗi nửa tháng Đức Thế Tôn cũng tham dự cùng với chư tăng, nhưng mà sau đó ngày không có cùng tham dự bởi vì nhiều lý do. Lúc đầu trước vì có thánh không, sau đó thì có phàm phu rồi phức tạp, rồi thôi Đức Thế Tôn không có làm chung nữa, không có tụng giới nữa. Cái lúc đầu thì ngài làm chung nha, bởi vì trong kinh có nói rõ thế này, cái đức độ của ngài rất là lớn. Khi mà ngài tham dự trong những cái buổi này mà nếu trong đó có những phàm phu mà bất tịnh phạm giới mà giấu, tôi đang gia dưỡng cái nên nói ra hay không? Ok, kinh nói thì mình nói ha. Tức là một tỷ kheo mà phạm giới mà cố ý có mặt trong những cái tăng sự như vậy và có Thế Tôn có mặt trong đó mà mình cố ý mình có mặt, thì cái đức độ của ngài đó sẽ làm cho người này không chịu nổi. Cái chữ Pali gọi là si sanh pha lê thì mất thăng pha lê thì sắp ta vi thăng, đầu bể bảy mình, dễ sợ như vậy. Tức là nếu mà vị phàm phu mà bất tịnh về giới luật mà cố ý có mặt, cố ý có mặt ở trong một cái tăng sự mà có Thế Tôn tham dự, mình cố ý có mặt khi mà mình bất tịnh thì mình sẽ bị mất thăng pha lê thứ sắc ta bị thăng, dễ sợ như vậy. Vì lòng đại bi cho nên Thế Tôn không, Thế Tôn không còn giữ nữa. Chứ buổi đầu thì ngài giữ, ví dụ như mỗi ngày giới là 9 ngày là người tụng giới, ngài tụng từng điều như vậy. Rồi ngài hỏi chư tăng thì các vị có trong sạch hay không, nếu mình thấy mình có vấn đề thì cứ là sám hối như vậy. Nếu các vị thấy im lặng, nếu tôi thịnh nghiêm ta thấy các vị im lặng thì có nghĩa là các vị đã trong sạch, không còn gì để nói nữa. Nhưng mà về sau nó đã xảy ra một sự kiện trong một cái kỳ Bồ Tát như vậy, thì khi chư tăng đã tụ hội đầy đủ và Đức Thế Tôn không tụng giới, thì ngài A Nan mới thỉnh Đức Phật và Thế Tôn đang tăng chúng đang chờ đợi Thế Tôn tụng giới. Đức Phật ngài giải rằng hội chúng không thanh tịnh, ta không tụng giới. Lần thứ hai và lần thứ ba thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên ngài mới suy nghĩ, ngài Mục Kiền Liên cũng có mặt trong cái hội chúng, ngài mới suy nghĩ rằng vì sao mà Thế Tôn nói hội chúng không thanh tịnh. Thì với thần thông của ngài nhìn thấy vì tỳ kheo đó, ngài mới lại nắm tay từ này đem ra ngoài và đóng cửa lại, đem ra ngoài khỏi cái phòng đó. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới dạy rằng kể từ đây về sau các Như Lai với nhau, Như Lai không có tham dự trong những buổi tụng giới thế này nữa. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trong cái buổi tự tứ này có mặt Thế Tôn, thì ngài cũng vẫn làm theo lệ, theo luật. Tức ngài vẫn hỏi rằng trong thời gian qua, trong 3 tháng vừa qua như vậy, nếu mà nói đủ rồi phải ra thì là trong 3 tháng vừa qua, thì các tỷ kheo có gì mà cần phải nói, cần phải phàn nàn về cái chuyện ta nói ta làm hay không? Ngài biết là không có nhưng người vẫn phải hỏi, bởi vì đó là luật. Thì chỉ đang xác nhận là không. Thì đến khi ngài ra Phật thì cũng làm cái tự tứ diệt như vậy. Bạch Thế Tôn và bạch chư tăng, trong 3 tháng qua con có cái gì thì xin được nhắc nhở. Thì Đức Phật nói là ngươi có gì hết, ngươi có gì hết. Và thậm chí 500 tỷ kheo có mặt trong cái hội chúng này toàn là thánh nhân. Thì cái mới nói rõ là trong đây là có 60 vị đó là bậc tam minh, 60 vị là lục thông, 60 vị là câu giải thoát, còn lại là tuệ giải thoát. Thì cái đây là những chữ mà không thể không giải thích. Tam minh làm sao? Tam minh ở đây ai biết danh biết dùm chứ không tụi làm biến nha. Tam minh ở đây đó là túc mạng minh, là cái khả năng nhớ lại quả sanh tử. Sanh tử minh là cái khả năng nhớ lại nhân sanh tử. Chắc phải để tôi biết các anh. Túc mạng minh là khả năng nhớ lại quả sinh tử, tức là quả luân hồi á, hả? Sinh tử minh nhớ lại nhân sinh tử, hả? Lậu tận minh là khả năng diệt nhân sinh tử, gọi là tam minh. Túc mạng minh là sao? Là nhớ rõ đời đó, kiếp trước tôi đã làm vua, làm ăn mài, làm ăn cướp, làm thị tu, giàu nghèo, đẹp xấu, thọ yếu, cao thấp, trắng đen, mập ốm,
ra làm sao, thì đó gọi là túc mạng mình. Tức là nhớ là cái quả đó, tại những cái kiếp đó mình vô đó, mình được làm này làm kia, bị làm này bị làm kia, thì đó gọi là quả sanh tử. Còn cái sanh tử minh là nhớ là nhân sanh tử làm sao, là nhớ rõ là à, do làm cái này nè tôi mới bị như vậy, do làm cái này nè tôi mới được như vậy, thì đó gọi là sanh tử minh. Các vị nghe kịp không? Túc mạng chứ phải mạnh nha, tôi lộn rồi, túc mạng, đúng là túc mạng. Tôi nhắc lại, túc mạng là nhớ lại cái nhân, nhớ lại cái quả sanh tử, tôi nghĩa là nhớ là cái đó tôi làm cái gì, cái gì, cái gì, cái gì. Tôi làm vua, làm tướng, làm lính, giàu, nghèo, đẹp, xấu, cao, thấp, mập, ốm, trắng, đen gì đó, thì đó gọi là quả sanh tử. Còn nhân sanh tử là nhớ rõ là mình đã làm cái gì mà mình bị như vậy, được như vậy. Còn cái lậu tự minh là biết rõ là vạn pháp do duyên sinh diệt, không gì không do duyên. Đã. Và cái gì đã có sinh thì phải có diệt. Đó, biết rõ như vậy. Lậu tự minh là biết rõ như vậy. Để lưu ghi luôn đi. Lậu tự minh là biết rốt ráo tứ đế, thấy rằng vạn hữu do duyên sinh, và cái gì đã sinh thì phải diệt. Ghi luôn câu Pali này nha. Văn kinh chí xá mú đại giác tham mang thì sắp băng tăng ni rô đa thầm mình. Đây là nhận thức phải có luôn luôn có ở một người chính thấy giống như thế này. Văn kinh chí sẽ muốn để giá thầm mình, nếu mà dịch sát á, dịch mà không có giải đó, dịch thôi, thì tất cả cái nào mà do duyên sinh á, do cái nhân duyên tạo ra đó, thì sắp tăng tăng nếu rô ta thầm mình, thì tất cả đều phải có lúc nó bị biến mất. Đó là dịch không có giải. Tại còn nếu mà giải ra thế này, tất cả các pháp ở đời, tôi cố ý dịch chữ vạn hữu đều do duyên sinh, chỉ do nhân duyên tạo ra chứ không phải ngẫu nhiên. Và tất cả đã sinh ra thì phải có lúc biến mất. Có nghĩa là cùng một lúc, cùng lúc thấy rõ lý nhân quả và tam tướng. Nó sâu nữa sao vậy đó. Đó chính là nội dung của tự đề. Đó, nghe điều đó, tâm minh là vậy đó. Tâm minh là thấy có cái mà muốn chứng tam minh phải đắc ngũ thiền, tối thiểu phải bị tối thiểu nữa, tối thiểu phải đắc ngũ thiền sắc giới nhé. Rồi còn lục thông làm sao? Lục thông có nghĩa là cũng tam minh này nè, cũng tam minh này nè, mà cộng thêm nghĩa là tha tâm thông, đọc hiểu được tâm người khác. Rồi gì nữa? Thiên nhãn thông là cái khả năng thấy được những gì mắt thường không thấy được, như là nhỏ nhất, xa nhất, mờ nhạt nhất, là nghe được những, nghe được các loại âm thanh mà tai thường không nghe được. Xa nhất, nhỏ
cũng nhất định nghe được. Đã thành thông thì đại khái như vậy nhé, tức là và cũng phải có tối thiểu ngũ thiền sắc giới mới có được lục thông. Cũng phải đắc tối thiểu nhé, cũng phải đắc tối thiểu. Rồi, rồi, lục thông là gì? Có nghĩa là có những vị thánh á, mà chỉ đắc được cái tâm thôi, chỉ nhớ được cái là nhớ được cái quả sanh tử, nhớ được cái nhân sanh tử, và cái khả năng thứ ba là đoạn mầm sanh tử hết. Biết rõ cái tướng vậy 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 đó, rồi mình vì đâu mà được vậy vậy, vì đâu mà bị vậy vậy vậy, rồi bây giờ thì không còn bị vậy vậy nữa, thì đó là tâm minh. Chứ chúng cháu không có khả năng gì khác, biết mình lâm tà la vậy đó, mà coi như là con rắn nó vô con cốc, nó vô trong phòng không biết làm sao đuổi nó ra. Tức là nó khổ dữ, là biến tụng lắm hết, nhưng mà con rắn nó vào phòng mình, cái lầy quay biết sao để nó ra ngoài. Rồi có vị thì ghê hơn, vị này ghê hơn, có vị thì coi như là phải chẳng những mà thấy được nhớ được như vậy, nó còn có được nhiều cái khả năng khác nữa. Rồi thì tới đâu được ta, sáu thánh trí tới lục thông đó, để nó ghi thêm cha lá phình nha. Ở đây dịch là sáu thánh trí chính là lục thông nha. Nhớ ghi đàn từ nãy giờ tôi quên nó đó, trong đây gọi là sáu thánh trí nhưng mình phải hiểu đó là lục thông, cho dịch sát từ cha lá phình nha. Cái chữ phình nha đây là hai chữ nợ, cho có dấu ngã trên ha, hãy viết dùm chứ trong cái máy tôi không đánh được ha. Cha lá phình nha, chữ lá đây chấm dưới, chữ lá có chấm nè, có thế thì hai dấu ngã, tôi nói cho biết biết được không, cổ thì sao thì... chữ lá có chấm dưới, còn chữ phình nha là có hai dấu ngã trên, trên hai dấu nợ. Cha lá phình nha, chữ a có dấu quyền nhé, lục thông là sao thành trí. Trong 500 vị đó thì 60 vị là tâm minh, 60 là lục thông, 60 là câu giải thoát. 60 là câu giải thoát. Câu giải thoát là Uppatto và Ha Gat Vihita. Đây là câu giải thoát. Uppo là Uppo đây đó, Uppo và Uppatto. Thì Uppo nó có nghĩa là cả hai, tiếng Hán gọi là câu. Nếu các vị nghe rõ Cha Lá Phình Nha đúng là cảm ơn giọt mưa cuối mùa hả, tên chỉ là dài dữ lần ấy. Giọt mưa cuối mùa dài quá. Đây chữ Uppo hoặc là Uppatto hả, gọi là Uppajja này, còn thêm chữ Uppajja sẵn học luôn nha, Uppajja này, chữ Uppajja này cũng bằng Uppo, nghĩa là cả hai. Cả hai Uppatto Phà Gác Vi Mất Tá, nghĩa là câu giải thoát, nghĩa là sao? Tôi nói rõ nha, trong kinh này chú giải ở đây thì giải thích như thế này, nhưng mà chỗ khác thì có thể khác một chút thôi chứ không có nhiều, nhưng mà ra trong này nói rõ thế này, câu giải thoát ở đây là chứng phi tưởng, chứng thiền vô sắc và nhàm chán sắc pháp do chứng thiền vô sắc, rồi nhàm chán danh pháp do chứng đắc tứ đạo. Nghe chưa không? Trong khi những vị khác á, thì người ta chỉ nhàm, những vị khác chỉ nhàm chán danh sắc do một cách duy nhất là chứng tứ
đạo riêng. Người nhiều ba la mật thì có thêm cách thứ hai. Đó, thì kết quả cuối cùng giống như thời gian thôi, nhưng mà tại người ta nhà giàu, biết nói cái việc chị không, người ta nhà giàu thì nó lòi ra cái vậy. Cũng giống như bây giờ từ Sài Gòn mình đi về Mỹ Tho đi, mình nhà nghèo thì mình đi bằng cái xe cũ rẻ tiền, còn người ta giàu á thì người ta đi bằng cái xe limousine. Để biết xe limousine không, cái limo đó, đi limo á, xe limo gọi là limousine. Limousine cái này cái xe dài thòn mà nhiều cửa đó, rồi có mô tô còi gắn còi hụ, rồi có 5-7 chiếc SUV hộ tống tùm lum tà la rồi trong xe. Các vị biết là limo thì trong đó nó có cái gì, nó có tủ lạnh, rồi nó có cái mini bar trong đó nữa, có cái mini bar. Mini bar là sao ta, là nó có cái bàn rượu, rồi nó có âm thanh ánh sáng thì tùm lum tà la trong đó hết. Tưởng sao cũng về tới Mỹ Tho giống nhau, đặt chân xuống tới Mỹ Tho thì giống nhau, nó khác gì hết. Nhưng mà mình phải nhìn nhận là cái kiểu đi đó, cái kiểu của thằng cha nhà giàu đó, thì nó hơi rùng rạng chút. Đi thì có mô tô hộ tống, rồi có vệ sĩ, có bodyguard, rồi trong limo của mình thì có mini bar, ôi có tà lâm tà la hết. Thì cuối cùng sao, cũng tới Mỹ Tho là thôi, cái ba trung lương bẹo vô như vườn hoa lạc hồng, ngồi ngó sông Tiền Giang giống nhau y chang. Thậm chí có thể khác một chút nữa là một cha này xuống dưới thì chỉ uống nước lạnh, hoặc là khá lắm là mua được trái dừa gọt ngang cái là chọt ống hút vô. Còn cái ông thầy kia ông vô nào lại khăn lạnh, kẻ hầu người hạ cung đón, hai chầu trực hai bên. Nhưng mà cuối cùng thì sao, thì cũng là tới Mỹ Tho rồi, cũng là no bụng, cũng là hết khát giống nhau. Nhưng mà cái kiểu thì kiểu như cha như tôi, giờ tôi bước xuống Mỹ Tho thì tôi ra thẳng vào sông, tôi đưa cái mặt móc tôi xuống dưới, tôi lấy tay tôi khó phát được nữa, tôi kéo y nội lên tôi lao mặt, nó cũng ngon lắm. Còn quý vị thì vô ngồi có khăn lạnh, có mấy cô hầu hạ, này cuối cùng thì sao, mặt của gì cũng sạch, cái mặt tôi cũng sạch thôi. Cho nên cái người cạo nó hơi khác một chút vậy đó, chỉ vậy thôi. Để gọi là câu giải thoát thì cái này vô sắc, rồi cái nhàm chán danh pháp vô chứng tứ đạo, có nghĩa là như vậy. Câu giải thoát ở đây là vị La Hán chứng thiền vô sắc, chỉ vậy thôi. Nên nhớ, chỉ chứng thiền mà không có, nên nhớ có trường hợp nhé, chỉ chứng thiền thông hay minh nào là vậy đó. Không có thông có nghĩa là có trường hợp nó chứng lên cái vô sắc nha, mà không có thông nào có nghĩa là không có thiên nhãn thông, không có tiên nhĩ thông, không có tha tâm thông, không có. Đấy gọi là không có thông nào. Còn cái không có minh nào, ví dụ như là không có nhớ được kiếp trước kiếp sau, không có biết gì hết. Bạc thiền chứng sơ nhị tam tứ chứng ngon lắm, nhưng mà không có thông, không có minh. Nhớ cái vụ này nha, có trường hợp đó, có trường hợp đó, có nghĩa là có vị trí chứng thiền thôi chứ không có thông, hoặc là không có minh, không có thông nào, không minh nào hết. Quên á, bởi vì chứng minh Pali chứ, minh là Tê Vít Cha là tam minh hết, còn lục thông là Chá La Phình Nhẹ. Chá La Phình Nhẹ nhé, không có thông của mình. Ở đây có những vị chỉ có thiền thôi, chỉ có thiền chứ không có thông của mình gì hết. Rồi cái trường hợp cuối cùng đó là Thanh Nha Quy Mất Tí, Thanh Nha Quy Mất Tí là tuệ giải thoát, là xuất khác Vipassana, chỉ chứng quả không có thiền. Đó, không có thiền. Cái chữ xúc khá là khô hả? Xúc khá là khô. Xúc khá là khô.
khô, nghĩa là đây không có gì hết. Tụi lũi Vipassaka là cái người quán chiếu, chỉ quán chiếu đơn giản vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ có tu thiền cái người mà chỉ có tu gì đó, chỉ có tu thiền quán thôi, rồi đắc quả rồi hết thì não thôi, chứ còn không có được cái gì thêm nữa hết nhé. Trong trường hợp đó nó được gọi là xuất khẩu với bác sĩ cả nhé, phải nhớ cái đó. Còn có người thì họ coi như là chứng đắc thần thông, người tùm lum nhớ kiếp trước kiếp sau tùm lum hết. Còn có người thì coi như làm cỏ gì hết, chỉ hết thì não thôi. Tâm vị này nè, 60 vị là tâm minh, 60 vị là lục thông, 60 vị là câu phần giải thoát, còn lại bao nhiêu đều là những vị thánh tuệ giải thoát nha, gọi là thiền khô á. Rồi xong, mà tôi nhớ chỗ này tôi nói rồi nhưng tôi vẫn nói lại, có nghĩa là cái tinh thần rốt ráo của đạo Phật, rốt ráo của bài kinh và cũng là của Phật giáo là sự minh bạch, là sự bạch hóa, là transparency. Cái tinh thần rốt ráo của bài kinh này thì Bhavarana nghĩa là sao? Có nghĩa là trong cái nhà của mình mà mình muốn không có chuột, không có gián, thì không có chỗ nào mà nó ẩm ướt tối tăm mà mình không biết tới nha. Nhà mà vô mình nghe mùi, cái mùi mốc, mùi hôi, rồi vô nhà có bụi, nhà có chuột, có gián, có mối là sao? Là bởi vì mình chỉ cần nghe nói nhà có những cái này mà biết liền, trong nhà này có những cái gốc chết, có những cái gốc khuất mà gia chủ không có để mắt, không có chạm tay tới. Chứ nếu mà mở từng ngóc ngách trong nhà mà đều được quan tâm ấy, thì làm gì có chuột, làm gì có gián, làm gì có mối, làm gì có kiến, làm gì có bụi nhé. Nhớ cái đó nha. Trong cơ thể mình cũng vậy, khi mà mình đi bác sĩ là khi mình thấy mình khó chịu mình đi ra bác sĩ, thì bác sĩ là phải bạch hóa cái con người của mình. Cái việc này kịp không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ phải xăm soi, họ phải lục lạo, họ phải bươi móc, họ phải phân tích, nào là đi xét nghiệm phân đàm nước tiểu máu, có một gốc khuất nào hết họ môi ra cho bằng được, lý do nào mình đã bị bệnh đã. Rồi trong xã hội cũng vậy, trong xã hội mà trong làng xóm thành phố mà có những cái chỗ mà pháp lực cảnh sát mà không có lui tới, chỗ đó thường là cái ổ tội phạm chích hút trụy lạc. Cái bên nghe cái vùng ở trong chính phủ cũng vậy, có những cái vùng cấm, có những cái vùng cấm, có những cái đối tượng đặc biệt mà cơ quan điều tra và cơ quan truyền thông không có dám chạm tới, thì đó là cái ổ độc tài, cái ổ tội ác nè. Cho nên là cái Phật pháp muốn cho mình muốn được cả, nghĩa là mình phải có sự bạch hóa cái nội tâm của mình. Mình phải có cái gan mình nhìn vào những gốc khuất của mình, ví dụ như mình biết rõ đó là sự biết, biết đó là sự kiêu mạn, biết đó là ái dục, chứ mình không thể nào mình nói tại vì con tôi trách nhiệm tôi phải lo, nói như vậy là đi gạt người ta. Ở ngoài đời đó, xã hội mình nói như vậy thì được, nhưng mà trong cái đường tu mình không thể nói như vậy được. Khi mình nghe nói là cha mẹ thương con là tha mái, mà nó không đâu, nói vậy đâu có đúng. Cha mẹ thương con là bằng tâm từ, tôi thương con tôi là tại vì tôi muốn giúp đỡ, tôi đã sanh ra nó rồi tôi phải lo cho nó, đó là tâm từ. Mình không có cái gan nhìn nhận đó là ái. Để khi riêng mình người ta chạm nọc mình nổi sụn lên, mình nói có đâu phải sai, tức là tôi phản ứng, bởi vì mình hiền quá, người ta làm tới tẩm tôi gì phải thì thôi. Nói chung á là mình không có cái ghen, mình bị rội cái đèn tuệ vào những gốc khuất của mình nha. Có nhiều có thể cái chuyện mình tu học mà mình có cái ghen mình mới làm được. Ví dụ như bây giờ mình thấy mình không hợp giới, mình thấy mình ngon lành quá, nhưng mình phải có gan, mình thấy rằng cái chuyện không phạm giới nó chưa đưa tới đâu hết, bởi vì chưa, bởi vì không phạm giới nó chưa chắc là giữ giới, không phạm giới chưa chắc là mình có tu, bởi vì chẳng qua trong cái hoàn cảnh đặc biệt rồi đó mình không phạm giới thôi. Chứ chưa chắc,
chưa chắc trong lòng mình có nghĩ thế giới nha, mà mình cứ lâu lâu ngồi nhớ là trong nửa tháng qua, trong cái kỳ phát lồ Bồ Tát qua, tôi không có phạm gì hết, mình tưởng mình ngon, mình thật ra trong cái điều kiện của mình có bao giờ mình phải làm cái chuyện đó để cho nó phạm giới đâu. Ăn uống nó kinh tạnh nhộng người có ở đâu phạm, làm gì cũng có thị giả nó hầu hạ nó chầu chực cái bên sao phạm. Thì mình tưởng mình là ngon lành, mình là trong sạch, mình là thanh tịnh, không dám được nha. Mình phải có cái gan bạch hóa, cái bạch hóa này nó rất là sâu, mình thấy sôi rội giống như là một cái người đi quét nhà vậy đó, không có một cái ngóc ngách, không có ngóc khuất nào, không có lùa cái chổi vào, không có đưa cái máy ống hút bụi vào được. Tất cả được giải quyết, tất cả được sôi rội và giải quyết dứt khoát, toàn triệt, triệt để và tuyệt đối. Thì cái chuyện bỏ qua đó nha, nó có nghĩa là như vậy nha. Ok, nó còn một tỷ chuyện mà cái nói bạn hết được kinh mới còn lạc đề nữa, chỉ cần cái chuyện bỏ qua đó nha đó. Rồi tiếp theo là về kinh Chi Hè, thì ngày sáng là ngày gì đó, ngày qua ngày sáng ngày thấy cái cảnh ngày khoái, ngày thấy hoa nghỉ quá đi, ngày thấy cái hình ảnh đẹp quá, bị chánh thành cánh giác ngồi mà có 500 tỷ kheo xung quanh mà toàn là những bậc thánh tuyệt đối thanh tịnh, thì ngày hoa nghỉ quá đi, ngày mới cảm hứng, ngày mới xin phép cho tôi một ngày đọc một bài kệ đó. Giống như mình bây giờ mình lâu lâu có những cái buổi họp mặt vui quá, cái mình nhớ ra cái mình bóc cái phone mình ra, xin phép bà con tôi chụp tấm ảnh nha, lâu lắm mới có cái dịp mà trời ơi tôi có chương trình có Phật tử rồi tụ họp vui quá, xin phép tôi chụp tấm hình nha. Thì ở đây cũng vậy, thì nhìn thấy hình ảnh đẹp quá, thì muốn lưu lại hình ảnh đó bằng một bài kẻ đó đã được lưu giữ 2500. Chúng ta nghe không, các vị còn nghe không đó, thấy chưa? Nhưng mà tôi muốn hỏi là các vị nghe tới chỗ nào? Mình đã hỏi, mình đã nói tới đâu thì đi nói được tới bài kệ. Mà từ nãy giờ thì mình đang nói chuyện nhau từ bài kệ mà vẫn chỉ trả lời là thôi. Tiếng Việt Nam luôn như là quầy vốn. Thôi có vụ ngâm nữa, bài kệ ngâm nữa. Nghe đã đi. Uống tôi nói một giây như vậy đó rồi cái là tự nhiên nó mất là cái số, là cái duyên, nó không có duyên với nhau. Cái chỗ mà tôi vừa ý nhất chia sẻ, chỗ mà tôi thích nhất thì cũng là cái chỗ bà con cùng nghe. Nếu duyên cũng thành, nếu duyên cũng thành. Bây giờ tiếp theo là bài kinh gì, là bài kinh 1000 và nhiều hơn, cái này cũng thường thôi. Tức là ngày 1000 và nhiều hơn Paro Sasa, tiếng Pali gọi là Paro Sasa, dịch sát cái dịch tôi là tôi chỉ dịch gọn là trên, và kinh này nó là over thousand, chỉ vậy thôi à, trên 1000 hoặc là quá ngàn. Và quá ngàn thì nghe kiểu như quá ngàn là sao, để quá nghìn, quá nghìn để quá nhìn là được, dịp theo cái dịp tự giọng người Bắc là quá nhìn, tức là có một lần đó, Đức Phật và Chư Tăng, Đức Phật và Chư Tăng tụ họp với nhau thì Đức Phật thuyết giảng cho đại chúng nghe, buổi giảng nó làm cho đại chúng rất là hoan hỷ, cho nên ngày qua cái sáng thì nhìn hình ảnh đó, ngày mới đọc cái bài kệ này tán thán như vậy thôi. Sẵn ở đây, tôi cũng cho các vị ghi luôn câu này ha. Thì cái số là số quan trọng, 1250 vị tỷ kheo. Đây là một con số rất là nổi tiếng trong đạo Phật. Trong cái lần mà đại hội thánh tăng đầu tiên ấy, cũng là con số 1250 vị. Nên biết tiếng Pali gọi là Ách Thát Tế Tê Lạc Sát Sát Tát, 1250. Nếu mà dịch sát có nghĩa là Ách Thát có nghĩa là một nửa, rồi cái chữ Tê Lạc Sát đó nó bằng Tê Lạc Sát là 13. Sát Tát là 100, giống như đọc tiếng Đức á, đọc tiếng Đức mà người ta nói là 1900 á, tới chừng đó 1945 thì
năm 1945 mình Mỹ, người Mỹ họ nói là, người Mỹ họ nói là 1945, người Anh Mỹ nói là 1945, tức là 1945, 19 với tới 45. Còn người Đức thì lại nói khác, người Đức thì nói là, họ nói là 19 lần trăm rồi 45 nói xèn, họ nói vậy đó. Họ nói cái kiểu khác nhau nữa, họ nói là nói xèn wonder, tức là 19 lần 100 à, rồi mới tới là đó, tức là 19 lần 100 mà cộng với 45. Còn người Mỹ thì họ nói là 1945. Ở trong tiếng Bali mình thấy là Attha Telasehi Satta, Attha là một nửa, mà Attha Telasa nó có nghĩa là tê, cái vị đoán là được rồi phải không? Rồi cái máy này sao mà Telasa nó cũng bằng là Attelasa, có nghĩa là còn một, có nghĩa là 13 là thiếu một nửa đó, tức là thay vì là 13 lần 100 tức là 1300 đó. Như vậy thì áp tháp tê ra sát tác là lần 100 mà thiếu một nửa tức 1250 à, nó vậy đó. Áp tháp là một nửa mà tê ra sát tác 13 lần 100 mà áp tháp là một nửa, mà Attha Terasasata có nghĩa là giúp cho mình nói nó hơi lạc đề, giúp cho mình đứng đức là giống như là cái hát nó là một nửa, mà ác nó là 8, hát ác có nghĩa là 7:30, nó lạ như vậy đó, hát ác là 7:30, có nghĩa là còn 30 phút nữa là 8 giờ thì họ mình không hề hề thấy số 7 gì đây hết. À, mà 7:30 họ không nói 7:30 mà họ nói là hát ác, có nghĩa là 8 giờ thiếu một nửa, thiếu nửa giờ, 8 giờ thiếu nửa giờ, thế là 7:30. Còn ở đây cũng vậy, ở đây là Attha Terasasata có nghĩa là 1300 mà thiếu một nửa, thiếu một nửa của 100 ấy, thiếu một nửa mà thêm với một nửa của 100 á nha, phải hiểu nhầm vậy nè. Attha là một nửa, mà tê đó xa là 13, sata là 100. Như vậy thì áp thả tê đó xa sata là 1250, thì một nửa của 100, tại vì 13 lần mà 13 cái unit, mình nhớ 13 cái unit, mình tạm hiểu 13 cái unit, thì một nửa của cái unit đó đó đó. Mình cứ tạm hiểu như vậy đó, tức là 13 nhưng mà thiếu một nửa của, họ hỏi mình của cái gì, tại vì 13 đây cứ nghĩa là mình cứ tạm mà giả định suppose là 13 cái unit đi, thì một nửa đây là một nửa của cái unit đó. Như vậy thì đây là bởi đúng là con số này không có gì đặc biệt, nhưng mà tại tôi thấy là đây là con số rất là nổi tiếng, mà đã vậy cách mà hình thành ra con số nó cũng hơi kỳ cục, cho nên tôi nghĩ rằng cũng nên chia sẻ cho bà con biết. Và tôi nhắc lại đây là con số rất là nổi tiếng của Phật giáo. Mà quý vị nào mà gần đền tháp xa chùa đó thì thôi, nhưng mà nếu mà ai mà rảnh rảnh mà mình còn nhắn còn nhớ được nhớ cũng hay, mình nào học được một chuyện nữa. Attha Telasa Satta có nghĩa là 1250. 1250 học tự thêm cái tốt thì nó cái gì, người ta nói là dốt một chuyện chỉ có xấu chứ không có tốt,
mà biết thêm một chuyện, chỉ có tốt chứ không có xấu. Ok. Với trong nhà Phật mình có hai cái vô minh. Một đó là không biết chuyện đáng biết. Không biết chuyện đáng biết. Và biết chuyện không đáng biết. Có người còn thêm cái thứ ba nữa. Có người thêm cái thứ ba là biết chưa đến nơi định chốn. Nhưng mà tôi đó thì tôi thấy không cần, bởi vì cái thứ ba này nó nằm ở trong cái thứ nhất rồi. Nó nằm trong cái thứ nhất rồi. Cái thứ nhất là không biết chuyện đáng biết, và biết chuyện không biết chuyện đáng biết, và biết chuyện không đáng biết. Thì cái thứ ba này là biết chưa tới nơi tới chốn. Thì theo tôi đó, nếu mà kể gọn thì nó cũng nằm ở trong cái thứ nhất. Biết mà chưa tới nơi thì nó cũng vẫn nằm ở trong cái không biết. Bởi vì cái biết nó hai, tức là biết, là biết rốt ráo và biết dở dang, thì mình gom chung là như vậy. Thì nếu mà muốn kể cho rõ thì kể cả ba, nhưng mình nói gọn chỉ có hai thôi. Thì có những cái cần biết mình biết cũng ổn. Ok. Thì ngày thấy hoan hỷ quá, ngày thấy hoan hỷ quá cho nên là ngày mới cần, ngày xin phép Đức Phật, ngày mới xin phép Đức Phật đọc thêm bài kệ, đọc bài kệ đó 8 tháng. Thì lúc đó Đức Phật thì mới hỏi thế này: Kinh nút tì văn ghi sát ý ma ga tha vô bấp bê bá rí tắc kè bấp bê bá rí quý tắc kè, tức là có suy nghĩ trước. Bấp bê bá rí tắc kè thì là có suy nghĩ trước. Có suy nghĩ trước hay là tha nát xù. Hay là thoa nó xô của nó là bát tí. Tha tí là ứng khẩu tại chỗ. Chứ tha nó xô là tại chỗ. Tha nó là địa điểm, mà tha nó xô là nghi tại chỗ. Bát tí pha tí là ứng khẩu. Ngài hỏi vị này chứ: Búp bê bể này là ngươi có suy nghĩ trước Út Đà Hú hay là Út Đà Hú là hay là tha nó xô bất thi phà thì ứng khẩu tại chỗ. Tha nó xô là tại chỗ. Thì người nói dạ tại chỗ. Tại chỗ tha nó xô quá tại chỗ, là ngay chỗ, ngay tại chỗ này con nghĩ ra chứ còn không có tính toán trước. Sẵn cái đề học thêm đi, cái chữ với tất cả nghĩa là tâm. Bà đi với tất cả là suy tư, bà đi với tất cả là sự suy tư, sự suy tính. Tha nó xô bà đi phà thì có nghĩa là ứng khẩu tại chỗ. Bà đi phà thì là ứng khẩu tại chỗ. Pha là phát, chứ pha tí tự căn là pha là phát ra. Ví dụ như là ánh sáng của âm thanh thì gọi là pha. Pha ở đây là verb root, có nghĩa là phát ra của âm thanh hay ánh sáng. Chỉ cái chữ pha ở đây đó là có nghĩa là phát ra, giống như alpha, alpha là ánh sáng, alpha là ánh sáng. Mà trong tiếng Việt mình nó có chữ pha đó, đèn pha đó, trong tiếng Việt cái pha là rọi chiếu, cũng hay ha. Có chữ pha là rọi soi chiếu rất là hay. Chữ pha ở đây á có nghĩa là phát ra âm thanh hay ánh sáng, gọi là pha. Mà trong tiếng Việt Nam cũng có chữ pha như là đèn pha đó, đèn pha, pha vô đây cho người ta thấy đường nè. Thì chữ pha đây nó nghĩa là rọi soi là chiếu, cũng hay. Lâu lâu nó nghe chữ hay, cái này dễ nhớ.
Thì ngài mới trả lời, nó nói dạ cái này Đức Phật con nghĩ tại chỗ, ở không tại chỗ. Thì trong chú giải giải thích thế này, tại sao Thế Tôn, tại sao Thế Tôn hỏi như vậy, là bởi vì ngài muốn nhân cái dịp này, ngày tán thán ngày Văn Di Xá cho mọi người biết biết cái khả năng đặc biệt của ngài. Chư thánh nói với nhau là có cái chuyện đặc biệt như vậy. Như trong kinh nói lúc mình mà có một lần đó mà khi Đức Phật ngày đi xa đó, ngày đi xa đó, ngày đi thuyết pháp ở xa đó, đúng ra là trên có đời đâu lại, mà tại tôi không tôn giáo đó nên tôi chỉ nói là đi xa. Thì mấy người Phật tử tăng ni á mới hỏi ngài Mục Kiền Liên, hỏi chữ Thế Tôn thì giờ đang ở đâu nghe. Thì ngài Mục Kiền Liên mới suy nghĩ, có tôn giả Anuruddha là A Nậu Đà La. A Nậu Đà La đệ nhất thì nhẹ nhé. Ngài Mục Kiền Liên ngài mới suy nghĩ á, ngài nghĩ ở đây có tôn giả Anuruddha đây, ta hãy cho mọi người biết rõ cái khả năng đặc biệt của vị này. Chỉ gặp người phàm mình á, là mình cái nào mà mình chứng tỏ mình được là mình thầu hết, gom hết. Nhưng mà thánh đang cái đó người ta quải đó, người ta lạnh sinh sống, người ta ớn chà đậu lắm ha, người ta nghe ham cái đó. Thứ hai đó là người ta còn cái thánh đặc biệt, thánh đang còn cảnh đặc biệt đó, người ta vui với cái hay, cái giỏi, cái đẹp của người khác. Mà phàm phu mình không có khả năng này, cho nên mình đời đời kiếp kiếp là mình nói dưới sình không rồi vậy đó. Cái thánh nhân mà lạ vậy đó, lạ lùng vậy đó. Thì Đức Phật ngày muốn cho mọi người biết cái hay, cái tốt của người khác. Rồi ngày Mục Kiền Liên cũng vậy, khi mà ta tới là hỏi Thế Tôn đang ở đâu thì gặp mình thì mình nói là ngày hôm, ngày mà nói ngày suy nghĩ liền, ngày nghĩ rất là nhanh, trong vòng là một phần triệu của nốt nhạc là ngày đã nghĩ ra chuyện đó. Nghĩ có tôn giả của Anuruddha đi, hãy cho mọi người biết ngài là ai. Cho nên ngài mới nói là có tôn giả đệ nhất thì nhãn ở đây, không hỏi thì hỏi tôi. Đó, có tôn giả đệ nhất thì nhãn đem vừa hỏi thì hỏi tôi. Đó. Thì lúc đó ngài Anuruddha ngài biết đó, cái điểm đặc biệt ấy, điểm đặc biệt là người ta tốt với mình biết ngài trả lời, mà trả lời một cách khiêm tốn. Ngài biết rõ là ngài Mục Kiền Liên muốn như vậy nữa, và ngài cũng không vì vậy mà ngài khoái, ngài thích như là mình đẹp như vậy đó. Nó chỉ riêng ở gần bậc thánh không đó, ở gần mà thấy người ta cư xử với nhau là mình đã thấy đã rồi, chỉ khoai khỏi là thánh nha, đẹp như vậy đó, đẹp như vậy đó. Thì ngài mới trả lời Thế Tôn đang ở đó 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 vậy đó. Cho đây cũng vậy, Thế Tôn biết muốn mọi người biết rõ cái khả năng của ngài Quan Thế Âm đặc biệt như vậy. Cho nên ngài mới hỏi đó là người ta câu đau à nó sẽ bất phà, thì ngài mới trả lời là bất phà. Ok, xong rồi đi về qua bài kinh tiếp theo là bài kinh Còn Đành nhé. Bữa nay giá mà không phải hết rồi, hết cái phẩm này mệt quá rồi nha, đi qua phẩm mới cho nó đỡ ngán, chứ phẩm cũ ngán quá đi. Ok, cái phẩm Còn Đành nhá, cái kinh Còn Đành nhá là Kiều Trần Như nhé. Còn Đành nhá là Kiều Trần Như đó. Cái ngày mà một trong tám vị Bà La Môn đến xem tướng Thái tử Tất Đạt, ngày trẻ nhất, có nghĩa là khi mà bà Ma Gia, bởi vì là bà Ma Gia sinh Bồ Tát thì vua của chi của Tịnh Phạn cho mời 108 Bà La Môn, sau đó giữ lại chỉ 8 vị mà ngài Con Đanh Nha là vị trẻ nhất trong số đó, và là người chi, và là
là người duy nhất nói rằng Bồ Tát chắc chắn sẽ thành chi, thành Phật. À, còn bảy người kia đó nói rằng, bảy người kia nói phân hai là nói làm sao ta, hoặc làm đại đế hoặc thành đại thánh đó. Mấy người kia nói vậy đó. Bảy ông kia đó thì ông nói tức là vua cho mà 108 người tới. Tại sao mấy chỗ này tôi chịu khó tôi biết, là bởi vì tôi sợ bà con đi mới rõ nha. Thế là khi bà Maya sinh Thế Tử Tất Đạt ra đó, thì vua cho mời 108 vị bà la môn chim tướng giỏi nhất xứ tới, sau đó mới tuyển ra giữ được bà tám ông. Cái lời nghe là ý kiến của 108 vị xong thì mới hỏi ý lại xong rồi đó, mới giữ được 8 vị để hỏi riêng. Trong 8 vị này thì có vị trẻ nhất là ngài Con Đanh Nhá. Ngài Con Đanh Nhá ngài nói rằng đó là Thế Tử này là dứt khoát chỉ có một con đường đi tu thôi, bởi vì cùng học tướng số như nhau, cùng học phong thủy như nhau, từng cùng học tử vi như nhau, nhưng mà phải nói mỗi người có những cái sở trường riêng. Ví dụ như là mấy vị kia họ y cứ vào những cái tướng tốt của Thế Tử, họ nói rằng ngài có thể ở ngoài đời làm đại đế, mà nếu đi tu sẽ thành bậc đại giác, ví dụ như vậy. Nhưng mà riêng ông Con Đanh Nhá lại khác, ông thấy thêm nói những cái nét đặc biệt gì đó, mà ông nói cái nét ni nè, cũng cái bần tráng nó cũng hành mặt và cũng có con tay đó, đúng là có tướng đại đế, nhưng mà nó còn cái riêng ni nè, nó có cái riêng ni nè, là chỉ cái đứng đi tu thôi chứ ở ngoài chịu ở không ở ngoài đâu đó. Mà thấy phong thủy cũng vậy, phong thủy như ở Thái Bình đó, tôi kể có lần đó, ngày xưa người ta mời thầy phong thủy về để mà tìm đất để mà người ta cất cái đình đó. Ông thầy ông leo lên cái cổ thụ, ông nhìn xong ông bước xuống, ông nói cất cái đình ngay chỗ này là con cháu đời đời qua bản đổ đạt, mà sau khi cất xong xuôi rồi trời đó vô ở trong cái làng nó làm ăn thua lỗ thất tác tả tới, cuối cùng dắt nhau đi ăn mài mà cho tới bây giờ luôn á. Nhưng cái bệnh vẫn có nguyên cái làng là ăn mài. Thì khi mà người ta làm ăn thua lỗ thất bát, người ta mới mời ông thầy khác về, nó nói trời ơi cái làng đang ngon lành, cái mời cái ông nó về xong rồi lại đi ăn mài luôn là sao. Thì ông thầy phong thủy ông thứ hai nó cũng leo lên cái cây đó, nhìn xuống xong rồi ông leo xuống nó chết rồi. Ông kia ông coi cái cuộc đất mà ông coi lộn, cái vị tưởng tượng như cái đình mình nằm đây nè, ông thấy cái gò kia nó tạm như nó dân thích khoa bản thì ông mới lựa cái đất khoa bản cho cái gò, ông thấy cái gò đất rồi kế bên cái hồ nước, thì ông tưởng đó là cái bút đi nghi mực, thì đúng rồi, các cái đình cho nên là con cháu ở đây là cái khoa bản, nhưng mà ông quên là cái hình dáng của nó mà là cái nghi mực, không phải là cái bút mà là cái bị với cái gậy mà là cái gậy, cho nên nó bây giờ tưởng tượng nếu mà nó đúng là cái bút với cái nghiêng mực á, bút nghiêng thì con giáo đời đời khoa bản, nhưng mà đẹp không phải là cái bút, không phải là cái nghiêng, mà là cái hình dáng của cái bị với cái gậy, mà hỏi cái gì bị gậy mà cộng là không ăn mài cái gọi gì nữa, thí dụ như vậy. Thì tôi kể cái chuyện thì các vị nghe có thể các vị nghĩ là chuyện cười, không phải, mà tôi muốn nói là nó khác nhau một chút á, chút xíu thôi, tức là từ cái bút nghiêng mà thấy qua bị gậy, là từ cái bị gậy mà thấy qua cái bút nghiêng, là vậy đó. Cho nên nó là ở đây anh nhớ coi ngày con cái tên thiệt là chỉ có cái Con Đanh Nhá thôi. Thì sau khi mình biết chắc chắn của người thì sẽ đi tu thành Phật, các vị còn nghe không, để tôi nói tôi đã rồi nó mới nghe vậy đời. Ông biết chắc chắn là ngày sinh Phật, cho nên là Con Đanh Nhá bỏ nhà đi tu chờ đợi, dễ sợ không, bỏ đời bỏ. Mà cái gì tưởng tượng Thái Tử 35 tuổi mà thành Phật, thì 35 năm trước dầu là trẻ nhất thì cũng mình cho minimum tối thiểu được là cũng phải 18 nha. Thì 18 mà cộng với 35 là cái vị coi như cũng là hơn 50 rồi. Cho nên khi mà vị này mà gặp được Phật đó là vị này đã là trên 50 tuổi rồi nha, trên 50 tuổi rồi. Và tại sao gọi là có chữ Anyasi, Con Đanh Nhá thôi mà tại sao có Anyasi, là bởi vì lúc đó trong cả cái thế giới này, ở cõi người thôi nha, chứ không kể cõi trời, chỉ kể cõi người thôi, trong cõi người này nó là Đức Thế Tôn là người duy nhất mà hiểu được lý tứ đế.
khi mà ngài giảng vừa xong mà kinh Địa Pháp Luân thì ngài biết cái ngài Con La Nhã này đã đặt quả tu đồng quần ngay tại chỗ, cho nên lúc mà ngài nó cảm hứng u đà nè sĩ là ngài nói anh nhà sĩ quan tháp phô con đầy nhũ anh nhà, ngài đọc như vậy ngài cảm hứng ngài nói liền ngài nói anh nhà sĩ quan tháp phô con đầy nhũ, thì ra Con La Nhã này đã hiểu rồi, anh nhà đã hiểu rồi understood, anh nhà sĩ có nghĩa understood, đã hiểu rồi. Đó chữ anh nhà sĩ. À, cái đó là ông đó gọi là ông A Tư Đà ha. Ông A Tư Đà tiếng Pali kêu là ông Asita. Pali kêu đủ là Asita Devila. A Tư Đà cái tử mà sinh ra đẳng tới ông có ông cũng thăm. Mà ông này là ông đạo sĩ Asita. Đạo sĩ Asita đắc phi tưởng giỏi lắm, phi tưởng và là sư phụ của vua Tịnh Phạn, sư phụ của vua Tịnh Phạn chứ không phải tầm thường đâu. Sau khi thăm Thái Tử về thì tuần sau ông mất và sinh về cõi vô của chi vô sắc. Đó ông đó ông gọi là Asita Devila. Cái ông mà Dương Tiêu hỏi đó, anh Dương Tiêu hỏi đó. Còn cái ông này ông coi tướng thái tử, ông này coi tướng thái tử. Còn cái có chữ anh nha xí là chỗ đó đó, tức là khi mà Đức Phật ngài giảng xong mà kinh Tứ Diệu Đế rồi kinh Pháp Chuyển Luân đó, thì ngài biết người đắc từ vườn, lúc đó ngài cảm ứng, ngài biết đây là con người thứ hai đã hiểu được ngài rồi, ngài mới nói là anh nha xí có tác phô con này nhỉ, thì ra con này nhỉ, kêu là như đã hiểu rồi có người để hiểu rồi, đây thì ngài mới đi xuất gia, ngài cái chỗ đó là ngài chỉ đắc thôi. Quần thôi. Nhưng sau đó người sư già đã quả là nhé Bồ Tát. Ai ở thật ra ở mình hay nói Phật thành đạo, nhưng thật ra là Bồ Tát thành đạo, chứ còn Phật thì còn gì nữa đâu mà thành. Nên Bồ Tát thành đạo nó thành đạo. Thì Bồ Tát thành đạo. Thành đạo tới đâu nữa? Rằm tháng mấy ta? Tháng 4. Rằm tháng tư thì rằm tháng giêng năm sau á là đại hội Thánh Tăng, hai vị thượng thủ Thanh Văn xuất gia, rồi cái hai vị này lớn tuổi hơn khi Thế Tôn 35 tuổi, thì hai vị thượng thủ đã 39 tuổi nha, lớn tuổi hơn là lớn hơn ngài đó. Khi Thế Tôn 35 thì hai vị nó đã 39 thì lớn ngài 4 tuổi nha. Ok, 4 tuổi. Và các vị tưởng tượng một cái hội chúng quá là hùng mạnh ha, từ sư phụ tới đệ tử mà chưa ai 40 tuổi hết. Cho nên Phật Pháp nó mạnh vô cùng mạnh lắm. Thì sau khi mà có hai vị thượng thủ rồi đó, thì ngài Con La Nhã đó, ngài thấy có cái bất tiện, ngài sẽ thấy bất tiện khi phải nhận sự kính lễ của hai vị này. Hai vị đã tu ba la mật là một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, riêng ngài chi Con La Nhã chỉ tu 100.000 đại kiếp mà thôi, nên ngài
quyết định về núi Độc Cư. Đó, vậy đó, về núi Độc Cư có một thì cái kinh này nè, các vị còn nghe không? Các vị có còn nghe không? Ok, có nghĩa là ngài sau khi nghĩ như vậy, ngài mới đi về núi. Mà cái chỗ ngài ở đó chính là cái chỗ trụ xứ của các vị Phật độc giác ngày trước. Đó, ở chỗ đó đẹp lắm, trong kinh nó đẹp lắm, và có rất là nhiều voi. Mà trong kinh chỉ nói như vậy chứ mình bây giờ mình tin cái Himalaya nó dài, nó rộng mênh mông, mình đi chỗ nào cái chỗ đó là rất là nhiều voi. Thì ngày vui ngỡ bớt chị trong kinh này, lúc tôi coi cái này tôi có ra gì không biết, là khi tôi giảng thì chắc lẽ tôi cũng phải giảng hết, nhưng mà tôi thì ok, nhưng mà con có nhiều người trong đây họ nghe họ bị sốc, bây giờ tại sao có cái chuyện đó. Tức là trong đây có nhiều ngàn những, tức là cái bài voi này chăm sóc ngàn như là những người đệ tử của nhân loại vậy đó, thì tôi nghe là nó rất là khôn, chăm sóc ngài, nó hầu hạ ngài, và suốt nhiều năm trời ngài sống, sống với voi không thôi. Thì đến thì lúc mà phải niết bàn viên tịch ấy, thì ngài phải xuống ngài đảnh lễ ngài, giống như ngài chào từ biệt Thế Tôn mà xin phép để ngài niết bàn ấy. Thì lần trong chánh kinh có vị thấy không, trong chánh kinh để là như mình xót một bài kinh phải không, mình có xót không? Không có xót, không có xót. Trong đây có cái chỗ thế này là sau một thời gian khá dài, trong kinh ấy nó là mười khá dài, tức là 12 năm. Trong trường hợp này đó, tức là suốt 12 năm trời ngài Côn Đơn Nhá không có đến hầu Phật, ở luôn trên núi luôn. Thì lần cuối cùng á, là sau 12 năm không có gặp lại nữa, thì ngài xuống ngài hậu Phật, thì cũng là lúc mà ngài xin từ biệt ngài Niết Bàn. Và trong đây nói rõ luôn là lúc bây giờ đó là ngài đã tóc bạc trắng rồi, và tại sao mà ngài vừa đánh lễ mà ngài đã xưng tên như vậy? Thì bởi vì ngài biết có nhiều người không biết ngài là ai. Tôi chú giải nói như vậy, có rất là nhiều người không biết ngài là ai. Ngài muốn nói để cho họ hoan hỷ rằng ngài là cái người mà đã lớn tuổi như vậy, vì họ nghe nói Côn Đơn Nhá họ biết rồi, ngài là người rất là lớn tuổi, và ngài muốn người ta nhìn thấy hình ảnh một cái vị đại lão tăng. Ngài đúng là đại lão tăng mà quỳ đảnh lễ sư phụ của mình, thích ngài muốn cho người ta nhìn thấy hình ảnh đó, biết rõ ngài là ai để ngài thêm cái niềm tin cho người ta nha. Thì trong đây ngài có xài một cái chữ gọi là hôm nay xài cái chữ gì thì chưa tiền không có ra, mới vừa coi thật thì mới vừa coi đâu mà cũng có mấy cặp kiếm chi à bần đó đó à bần đó đó bần đó đó bần đó đó bần đó đó xì xì sát, có nghĩa là mái đầu bạc trắng. Thì đọc chú giải mới xúc động như này, một vị đại lão tăng quốc thước nha, giống như là trường mi trưởng lão của bên Bắc Tông vậy đó, tức là hai lông mi dài trắng, tóc bạc trắng như vậy, giống như bông vậy đó, xuống quỳ xuống dưới chân Đức Phật đánh lễ, mà lấy cái miệng mình hôn bằng chân Đức Phật, đánh nó quá đẹp đi, quá đẹp. Bạch Thế Tôn, con là con đây nhé. Hình ảnh khi mà người ta nghe nó cái tên đó là người ta nổi da gà liền, hình ảnh quá đẹp đi, quá đẹp. Thì sau khi mà ngày đảnh lễ từ biệt Đức Phật đó, thì đại chúng thì người họ biết được họ khóc, vì họ thấy bắt đầu có suy giảm, thì những vị mà tôn đúc bắt đầu lần lượt ra đi rồi, bắt đầu họ khóc. Thì ngày mới quay lại thì nói mà hình ảnh rất là đẹp. Bút tha vào hô túc sa bà ca, chư Phật còn đó, đệ tử Phật còn đó, còn chi phải khóc. Cái chuyện quan trọng phải nhớ đó là Uppanna Sankhara. Đó là cái gì nè? Uppanna Avicchanaka. Avicchanaka Nam á Nắp thi. Ngài nói thế này, ngài nói là
ma so chất tha, ma bari đi chất tha, đừng có buồn, đừng có ra buồn, đừng có tủi, đừng có khóc nữa. Bất tha qua hôn tu bất tu sa và ca, chư Phật Đức Phật còn đó, để các vị đại thánh thanh văn còn đó thì còn mắc cái gì mà phải khóc, đừng có khóc. Chỉ nhớ rằng Uppanna Sankhara, tất cả các quý vị đã có mặt Uppanna Sankhara, giả phích chanaka namanati, không có cái gì là không nó bị biến hoại, đã sinh ra thì không có gì biến hoại. Hãy nhớ lấy điều đó. Ngài nói xong rồi thì sao? Ngài nói xong thì ngài mới là quy ha sang ấp ấp phúc gầm ấy, bay lên hư không và đi về núi, đi về núi nhập thiền quả suốt đêm, nhập thiền quả suốt đêm, rạng sáng hôm sau thì chính thức niết bàn. Lễ Phật xong, ngài bay về núi nhập thiền quả suốt đêm, rạng sáng hôm sau thì niết bàn. Tất cả hoa cỏ trên tuyết sơn hôm đó đều rủ heo. Dễ sợ như vậy. Ô nó ta vinata, ô nó ta vinata, tất cả hoa cỏ tuyết sơn hôm đó đều rủ heo. Ô nó ta vinata, thì thiên vương Đế Thích, thiên vương Đế Thích mới là cho người, cho một cái vị thiên tử xuống để mà xây dựng một cảnh cách bằng thần thông, một cái liều trại rộng ba do từng, rộng ba do từng, để chi? Để chư tăng ấy về dự tang lễ, do mấy con voi đứng ở phục vụ. Dễ sợ không? Để thích, để thích cho người, cho Visukam xuống tạo ra một liều trại rộng ba do từng để tăng chúng về dự lễ, dự lễ gì? Lễ tang, tang tử lão. Để ra nữa, ngài Anuruddha thuyết pháp và chư tăng tụng Phật ngôn suốt đêm, suốt đêm tiếng Bali gọi là Sapparatin, Sapparatin. Đây là một cái đám tang mà giống như đám tang mình nhất vậy, tức là có thuyết pháp rồi có tụng kinh, nhưng mà tụng ở đây không phải là đăng Phật quốc thì có, mà đó là một cái cách tỏ lòng tôn kính một phần. Một phần một bậc vị tôn kính, tỏ lòng tôn kính một bậc là đại lão tăng mà hàng đầu của Phật giáo, mà đồng thời đó là đây là cái dịp để mà chư thiên về nghe pháp. Trong đây nói là chư thiên gồm chư thiên, người về dự tang gồm có 500 vị La Hán, rồi dục thiên và vô số phạm thiên. Cái người dự tang á, người về dự tang cũng có 500 vị La Hán, được các hàng dục thiên và vô số phạm thiên về dự. Đại khái như vậy, hãy nhớ cái đó. Có một chuyện nữa sẵn đây tôi nói luôn, là cái chữ trong kinh điển Bali mình thì nói là Đế Thích ấy. Có thiên tử Visukam để nhờ cậy sai khiến xây dựng này nọ khi cần thiết, vào Google để tìm hiểu thêm về nhân vật này.
tức là để thích nhiều khi mình muốn sẽ có một bây giờ ngày muốn có một chỗ ở, muốn có cái gì cho ai, cho ai vậy đó, thì ngày thay để thích nhiều phần thông hay không, thì nói cái vị kia thì đấy hãy xuống như đó làm cái chỗ ở cho người ta mà làm sao cho thích hợp, chỉ ngày chỉ nói như vậy thôi, đặc biệt vậy đó. Thí dụ như bây giờ ngày thấy có một vị A La Hán sống trong rừng mà không có cái chỗ ở, thì ngày chỉ nói với vị này, ngày nói là hãy làm cho vị đó một chỗ ở thích hợp. Thì cái ông bước xuống, cái vị thiên tử xuống cầm mát này, ông xuống ông suy tính là ngài ở một mình mà ngài lại là người xuất gia, thì nếu một mình mà lại xuất gia nó thì chỗ ở khoảng bao nhiêu rộng là đủ để thoải mái mà để người ta không có chỉ trích, để ngài không bị mang tiếng là quá sang trọng, quá tiện nghi. Là ngài làm một chỗ ở mà có chỗ đi kinh hành, có chỗ ngồi thiền, có hồ nước kém nhiều nhỏ gọn sạch đẹp mà không để cho ngài phải mang tiếng, thì tất cả những tính toán ngay nè là quý sư cầm má là vô địch chuyên nghiệp professional, đặc biệt như vậy. Chứ không phải là có thần thông là muốn quá hiển gì quá hiển, phải bởi vì là độc đáo ở chỗ đó, thì biết tính toán trong trường hợp nào làm tới đâu là tới đâu, rất giỏi. Và tại sao tôi nói nhiều nhân vật này là bởi vì bà là môn giáo có nhân vật Vishnu, à nó đặc biệt như vậy, là Vishnu là thần là kiến tạo, à, tương đương với Vishnu cầm bên Phật giáo có sự liên quan về linguistic giữa hai tên gọi này, đó có quan hệ về ngữ học giữa chữ Vishnu và Vishnu, Vishnu và Vishnu tức là nguyên thủy thôi vậy đó, tức là buổi đầu thì cái chữ Vishnu, rồi về sau này người ta mới từ cái khái niệm Vishnu của tiếng Magadha người ta mới dựng lên cái nhân vật gọi là Vishnu là thần kiến tạo của bên Bà La Môn giáo, còn thần Shiva là thần quỷ diệt, Shiva là thần quỷ diệt, nói cho đủ thì Brahma nó là kiến tạo, Brahma là sáng tạo, Vishnu là bảo trì, còn Shiva là chuyên quỷ diệt, chuyên phá hoại. Thì triết học Bà La Môn nói rằng ba cái vị thần này nè, hiểu thì kiểu bình dân ấy, là ba vị thần có thiệt, còn ba vị này ấy, còn cái triết học cao cấp ấy, thì nói là ba vị này là tượng trưng cho cái sanh trụ diệt, cho ba giai đoạn sinh trụ diệt của vạn vật, có nghĩa là có sanh ra này phải có biến mất nha. Sẵn ở đây giảng về kinh này mà tôi lại leo ra tùm lum tà la đi xa để sẵn, mà con những người nào biết rồi thì thôi, còn chưa biết sẵn đây học thêm cái mới nữa cho biết nha. Có nghĩa là từ cái chữ Vishnu cầm này nè nó mới lòi ra thêm cái chữ Vishnu. Vishnu là thần nãy tôi nói là thần kiến tạo, mà thật ra là ông là cái người mà cái gì mà nó bị hư hao thì ông là người sửa chữa đó, bảo trì đó thì đúng hơn. Còn cái phẩm thiên là thần sáng tạo nè, sáng tạo Vishnu là thần bảo trì, có nghĩa là cái gì mà cần tu sửa là ổng, còn Shiva là thần phá hoại. Thì nói rằng là phải có đủ ba ông này thì thế giới nó mới có mặt. Bởi vì nếu không có ông Shiva đó, không có ông phá hoại đó, thì mọi sự nó đứng yên hay sao? Mọi sự nó đứng yên đâu có được, phải có cái sự tiêu tùng. Ví dụ như mình thấy cái cầu nó cái cầu, cái nhà, con đường nó phải hư thì người ta mới làm ra cái mới, chứ mọi sự nó đứng yên vậy thì làm gì có cái mới. Muốn có cái mới là cái cũ nó phải có vấn đề, muốn có cái mới thì cái cũ phải có vấn đề. Và cái thế giới này á là cái sự thăng trầm, cái gì nữa, thay đổi luân lưu. Bởi vì nói gọi cho đủ là gì, là danh hư tiêu trưởng phù trầm,
chìm nổi, rồi phát triển, rồi còn mất, rồi lên xuống. Cho nên là bữa nay đó, trong râm là nếu mà ai mà nghe cho biết, nghe để đi ngủ thì xuyên chút thì làm ơn đánh lại mấy sáu chữ này để đi tìm ở trong Internet, trong Google để mà biết thêm cho kiến thức vững rộng nha. Doanh hư à, doanh hư tiêu trưởng phù trầm sanh diệt à, doanh hư tiêu trưởng phù trầm, đây là những khái niệm rất là quan trọng. Tức là tại vì cái thế giới này nó phải như vậy. Và ai mà học vật lý đó thì mình thấy âm thanh và ánh sáng luôn di chuyển theo đường gợn sóng. Các bạn có biết cái đó không? Chắc chắn phải biết rồi. Âm thanh và ánh sáng nó luôn đi di chuyển bởi từ người Mỹ nó kêu là cái wave, nó đường cong. Nó luôn luôn đi di chuyển theo đường gợn sóng. Mà gợn sóng nghĩa là sao? Gợn sóng nó có nghĩa là có đỉnh, có đáy, đỉnh đáy này lên xuống này, trong vật lý kêu là đỉnh và đáy. Mà nó lại tương ứng với bên cái dịch lý của tàu là âm và dương. À, lên ấy là dương mà xuống là âm. À, nó đặc biệt đó, mà cái đường gần sống mà cái lên xuống thì chính cái lên, và nó phải có lên rồi nó có xuống, nó phải có âm rồi nó có dương, như vậy đó nó mới làm nên cái sự tồn tại của vạn hữu. Và kinh Phật gọi đó là sự vô thường, nó phải như vậy. Âm thanh và ánh sáng luôn luôn di chuyển theo đường gần sống là như vậy đó, bởi vì đó là cái luật mà nó phải như vậy. Và nó như vậy thì trên thế giới này nó vốn không có đường thẳng tuyệt đối, bởi vì chúng ta thấy mặt đất nó hình cong, không có đường thẳng tuyệt đối. Và âm thanh ánh sáng mà cũng không phải là đường thẳng tuyệt đối. Ví dụ mình thấy cái thước nước thì đó là bây giờ nó có cái loại thước, nhưng mà dùng cái thước đo của thầy thầy mộc thử hộ bây giờ đó, ở Âu Mỹ họ xài bằng cái tia laser, Việt Nam gọi là laser đó, laser bấm họ đi thôi, họ để cái thước lên họ bấm lên cái này, từ cái đầu tường này qua cái đầu tường kia là họ cứ theo cái đường thẳng của cái đường, cái màu đỏ của cái đường ánh sáng laser đó mà họ gặp thôi, thẳng bằng thẳng lắm. Rồi mình tưởng là ánh sáng nó đường thẳng hay không, không. Và đó chính là sự vô thường. Và nói như vậy thì ba vị thần trong Bà La Môn giáo chính là sự tượng trưng cho ba giai đoạn sinh trụ diệt của thế giới. Tức là hồi nãy giờ tôi giảng như vậy, các vị có nắm được hay không? Có còn nhớ được tại sao mà tôi đánh một cái vòng rộng như vậy? Tôi nói về cái tích của ngài Côn Đăng Nhá Kiều Trần Như, được lệnh sẵn trong đó tôi nói về ông Quýt Xú Cầm Má, rồi từ cái Quýt Xú đó tôi chuyển qua Vishnu, rồi từ cái Vishnu đó tôi mới nói luôn về cái Shiva và Brahma. Nghĩa là được rồi nha. Tại sao mình phải nghe pháp nhiều là nhìn nhận lại được cái lợi đó? Là mình sẵn một chuyện mình biết tùm lum hết trơn, chỉ thấy cái chữ Quýt Xú không là mình biết ra một rừng chuyện khác nha. Một rừng chuyện khác mà nó hay chỗ này. Bà con tôi phải ghi được, bà con nghi ngờ điều tôi giảng thì cứ vào Google. Thì cứ vào Google, sướng quá. Thời nay là mình nghe tăng ni giảng là mình cứ nhào như Google, mình check thì không có nó ngán tay nào hết, kệ nó ngán ai hết, cứ là ai mà nói gì kệ, cứ nghe nói lạ là mình nhào lên mình kiếm đọc có đúng không, nói gì không nha. Ok, rồi tiếp theo là sau khi mà an đại quả tán ngày xong xuôi, đâm ra rất là hoành tráng và cũng rất là xúc động. Mà đặc biệt là cái người phục vụ trong lễ tang này là đều là mấy ngàn con voi tội nghiệp vô cùng, có tánh linh khô vậy đó. Từ sau cái thời gian đó tôi muốn về trình Phật à, ngài cầm lên tay ngài xem, xong rồi ngài duỗi cái cánh tay ngài ra à, ghi luôn, ngài xem xong và duỗi cánh tay. Cái này thì tôi kinh nó làm sao tôi kể vậy chứ tôi cũng sợ trong đây không biết, trong rung này ai thật xanh lý thông tôi không biết, nói là cũng khó chịu quá. Duỗi cánh tay đó thì
một ngôi bảo tháp màu bạch ngân. Chữ tôi dịch để trong kênh tâm đang kêu lại và rất là tắt rất là tắt rất là tắt là silver đó hả, xuất hiện và chính tay Đức Phật an trí xá lợi ngài con đánh giá vào đó thì giống như mình bắt tông một kinh Pháp Hoa, mình cái tháp Đa Bảo khi mình Đức Phật thì giảng kinh Pháp Hoa thì lúc đó có một cái tiếng lần thay rồi xuất hiện một cái ngôi bảo tháp đó, Phật Đa Bảo xuất hiện đó rồi nên là thở xưa bao đời nay chỉ Phật vẫn tán thán kinh Pháp Hoa và hôm nay Phật Thích Ca cũng thuyết kinh Pháp Hoa y hình như vậy và ta xuất hiện để mà giống như là để xác nhận cái điều đó như vậy đó. Để mình bắt tông có cái tháp Đa Bảo thì cái đó tôi không bàn tới hết. Nhưng bên đây thì mình thấy có trường hợp đặc biệt là chính Đức Phật để đọc luôn cái chỗ này ha. 4 Nabi và C ngày hôm sau á rồi lúc cái mà nó quỳ là cái gì bác vào lúc bình minh thì chiếc ta căng nếp ta pê toa cái đại quả tháng đã rủi tàn rồi thì xuống mình á mắt của lâu anh đang ta nụ tu đang bá đến xa và đang phụ rê toa chứ đang đã thu gom xá lợi của ngài con đà nhá, những phần xá lợi có cái màu hồng đỏ như hoa lài vậy đó. Hoa lài nó màu trắng nhưng mà nếu nhìn kỹ nó có cái phần màu hồng phấn ở trên á, không biết tôi nói gì bà con có thấy cái đó hay không. Có thì chưa đăng mấy lần đem xá lợi nó về rồi sao nữa. Sắp thuốc hạt thề tha nó diện xuống đặt vào tay của bậc đầu sư tức là của Đức Phật đó. Sắp tha thuốc bá đế xa và đăng cái hệ toa. Đức Phật sau khi mà nhận lấy những cái xá lợi đó thì bắt tha bí văn hấp thăng và xa rề xí cái duỗi cánh tay ra trên mặt đất duỗi mà hướng nghĩa là mặt đất mà hà bắt tha vinh tinh trên toa đất nở ra đất mở ra đất mở ra và rất là ta bốc nó sẽ sang chơi thì rằng cái nick mí một ngôi bảo tháp màu bạc xuất hiện. Sát tha sát thì nó chia thì gì tha tôi vô nick thể sĩ chính tay bậc đạo sư sát thề nó tự tay bậc đạo sư sát tha là bậc đạo sư sát tha sát thì nó tự tay bậc đạo sư tha tôi vô nick thể sĩ an trí xá lợi tha tôi vô nít thề sĩ an trí xá lợi chế cái gì là vào ngôi tháp có ngôi tháp đó sát thề đó. Đặc biệt cái đó bậc đạo sư cái đó đất mở ra rồi đó thì bậc đạo sư sắp tha sắp thề nó trên đi tha vô nít thề sĩ tự tay ngài đó an rồi xong mình kinh con này nhé là cái sự kết thúc bi tráng đẹp hoành tráng nhưng mà buồn của một vị đại thánh suốt đời chỉ là vì là người biết chuyện thôi mà bỏ hết đi vào núi sống với một bầy voi và cuối cùng ra đi trong một kiều thu lập trên đỉnh Bạch Mã Sơn. Ok bây giờ chúng ta học tiếp qua là về kinh Mục Kiền Liên. Kinh Nguyện Liên tức có nghĩa là có một cái ngày đó thì ngày Văn Thư Sa ngày quan sát thấy có 500 vị La Hán đang ngồi hầu Phật. Thì ngài Mục Kiền Liên cũng có mặt ở trong hội chúng đó và ngài Mục Kiền Liên đang quan sát tâm. Ngài quan sát mất tiêu rồi. Ngài quan sát
rồi nhìn ngài chi một kiền liên ngồi nhìn đang quan sát nội tâm của 500 vị la hán tỳ kheo. Ngài Văn Di Xá hoan hỷ quá, bèn xin phép. Xin ai, xin Thế Tôn cho mình đọc lên bài kệ cảm ứng. À, rất ở trong trong internet này, người ta mới vừa cho mình một quyển sách, đó là Văn Ghi Sát. À, cái tựa tôi ghi luôn cái tựa cho bà con là ai mà xuyên dịch cái cuốn này là công đức vui gọi là vô lạng á, là vô lạng công đức nha. An early Buddhist poet. Đây, cái quyển sách tựa đề là Văn Ghi Sát, An Early Buddhist poet, tức là thi sĩ, một nhà thơ Phật giáo, nhà thơ Phật giáo nguyên thủy early, Phật giáo sơ thời. Văn Ghi Sát của nhà thơ Phật giáo. Cái quyển này bà con có thể mua là sao vậy? Là sao tôi nhớ ông Dương Tiến biết cái tôi này gì ta? Nói gì ta? À, Amazon. Mà ông đã, tôi nhớ hình như là mà họ có download thì phải, hay có cho download thì phải nha. Amazon. Mà Amazon phải mua, nhưng mà hình như nó có cái PDF, nếu tôi không lầm mà hình như là có PDF. Nếu không có free download đó thì là thì vô Amazon. Nhưng mà bây giờ ngay bây giờ là bà con cứ vào trong Google đánh cho tôi cái chữ mà in gì nó xấu quá cả, mua bản gốc luôn rồi đẹp trai luôn nhé. Yeah. Cái photo hoặc là một là photo, hai là in máy mà máy nhà nó chết ẹt, mua luôn à, tôi thấy mua luôn. Ở quyển này quyển ngay à, quyển này nó kêu là Văn Ghi Sát, An Early Buddhist poet nha, thơ Phật giáo đấy. Vô online ngay bây giờ nè, bây giờ tôi nói gì kể tôi, bây giờ bà con cứ online đi nha, online là thấy quyển nó liền, online là thấy quyển nó liền. Bên Amazon đúng rồi, Amazon cũng có mà bên Payati cũng có, Payati.org nha, có hết Payati.org Payati.org có luôn. Quyển đó là của một cái tay coi như là Tây Phương, là người Tây Phương viết nha. Cái đó không thấy cái tên, chắc Anh hay Mỹ gì đó. Ok. Thì bữa nay, bây giờ mình bữa nay giá nào phải hấp được kênh này thôi. Còn có 3 bài. Thì ngài thấy ngài Văn Ghi Xá nhìn ngài Mục Kiền Liên đang quan sát tâm của năm triệu trăm gia la hán. Nhìn ngài thích quá đi, ngài thấy là đánh quá đẹp. Cho nên ngài mới xin phép cho tôi phải đọc một bài kệ tán thán. À, cái bài kệ này tôi cũng không cần giải thích gì, bởi vì tự đọc quý vị thấy rồi. Bài kinh Gắt Gara. Không phải tôi làm biếng, nhưng mà cái gì mà tôi lướt qua được thì tôi lướt. Bởi cái đó mình trong chuyến giả không có nói gì đặc biệt. Bài kinh Gắt Gara. Gắt Gara thì một thời Thế Tôn ở Champa bên bờ hồ Gắt Gara. Đây là một địa danh rất nổi tiếng nhé, của Phật giáo nguyên thủy nhé. Đây cũng là nơi có cuộc kiết tập Phật ngôn đầu tiên
nhưng không được kể. Tại sao? Cái chỗ này mà con nhớ cho kỹ nha. Cuộc kiếp tập tự ngôn đầu tiên nhưng không được kể là sao? Ngài phải ghi thêm cho thôi, mốt có nhiều người mà nghe ba chóp ba nhán. Người ba chóp ba nhán. Thường thì ta chỉ nói đến kỳ kiết tập đầu tiên ở hang Sattapanni do ngài Chí Hà, ngài Ca Diếp chủ trì đó. Thường thì ta chỉ nhắc đến kiết tập đầu tiên đó thôi, nhưng mà tại sao mà cái tôi lại nói rằng là chỗ này là có cuộc kiết tập mà không được kể là sao? Là bởi vì trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật và Chư Tăng lúc Đức Phật còn tại thế ha, thì các vị biết rồi, kinh điển mình đâu ra là do tùy duyên mà thuyết giảng. Đức Phật ngày gặp ông vua, ngày giảng thời pháp. Buổi sáng ngày gặp ông vua, buổi chiều ngày gặp một con kỹ nữ, ngày giảng thời pháp. Buổi trưa ngày gặp cái thằng ăn cướp, ngày giảng thời pháp. Rồi bữa ta này gặp ông học giả, ngày mai ngày gặp một cái người bình dân không biết chữ. Rồi làm sao? Gặp ai hãy có duyên giác ngộ được ngày giảng hết. Cho nên là toàn bộ Phật ngôn là gì? Tạng diệu pháp thì là ngày giảng để mình giảng về cõi trời hạ thứ bảy, để mà báo ân và Maya, mà đồng thời cũng là tế độ cho hàng tỷ thiên chúng nha. Đó mình mới nói tạng luật là những cái học giới mà Đức Phật thường quy định cho tăng ni là xong, không có mắc mới Phật tử hết. Còn cái tạng kinh là những cái pháp thoại, những pháp thoại nhiều lắm, nội dung thì nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ lấy cái chánh cái lớn thôi, là những pháp thoại mà Đức Phật tùy duyên ngày thuyết pháp cho các đối tượng khác nhau. Rồi thì sao? Các vị tưởng tượng đi, ngài chỉ nói chứ ngài không có viết. Thì cũng mớ Trí Khải đại sư là tổ sư Thiên Thai Tông của ai ta, Trung Quốc, người đầu tiên đưa ra học thuyết ngũ thời thuyết giáo. Hả? Tức là thời đầu á là Phật thuyết kinh gì cho hàng đại thừa Bồ Tát, rồi cái thời nào ngài thuyết kinh tiểu thừa cho hàng thinh văn. Nhưng mà bên Bắc Tông mà nói như vậy, bên Nam Tông thì không. Bên Nam Tông thì cái toàn bộ những cái thời giảng Đức Thế Tôn không có cái tính cách mà tình tự như vậy, mà ngài là tùy duyên nha. Tùy duyên quá độ, tùy duyên mà thuyết giảng theo các đề tài khác nhau. Thí dụ như là khi ngài mới thành đạo á, mới có 7 năm thôi là ngài đã thuyết tạng diệu pháp. Mà trong khi đó là mấy chục năm về sau thì ngài đã thuyết những đề tài khác mềm hơn. Thí dụ như vậy. Và cũng ngay cái thời điểm mà ngài mới vừa thành đạo thì ngài thuyết đủ hết. Ngài thuyết kinh vô ngã, kinh tứ diệu đế, kinh về lửa, kinh về sáu căn. Thì mình thấy rõ ràng nó là không có cái chuyện mà phân biệt thời kỳ, mà chỉ có đối tượng thôi, tùy đối tượng mà ngài giảng cao thấp sâu rộng, chứ không có cái chuyện mà tùy thời kỳ mà là tùy đối tượng. Cho nên ở đây mới lòi ra hình chuyện là khi mà Phật ngôn được thuyết giảng ở nhiều hoàn cảnh cho nhiều đối tượng khác nhau như vậy, rồi lại không có chữ viết nữa, cho nên mình tạm gọi là một sự rời rạc rất lớn. Tức là Chư Tăng mỗi người thọ trì được nhiêu hay nhiêu. Thì lúc bấy giờ đó, ông Lý Ganh Thá Na Na Tập Phật Tây là một giáo chủ trong lục đại môn phái. Đừng có nhầm với lục đại môn phái của Kim Dung, không phải nha, mà lục đại môn phái này là của Ấn Độ. Ông này
thì trong sáu ông đó thì ông này cái quan điểm của ông nó gần giống như Phật giáo mình, gần giống. Cái ông giáo chủ của ông tên là ông China, tào âm là Ni, ta thấy là Ni Kiền Tử, tào âm là Ni Kiền Tử, nếu anh ta có nghĩa là không có gì trói buộc, có nghĩa là họ chủ trương là sống càng gần, chủ trương thiết nghiệp báo và kêu gọi sống sống nữa ta hồn nhiên như cây cỏ chim muông để trở về thiên nhiên đó. Đây là giáo lý của họ đó. Thì cái ông này trước khi ông mất á, ông mới kêu đệ tử lại, mà ông đặc biệt cái là ông có hai người đệ tử lớn, thì ông kêu á, cái thằng ông đệ tử A với B, ông kêu ông A trước, ông vô ông nói thế này, ông nói đó, ta đã một đời sai lầm, vạn hữu đều là vô thường, đúng là vạn hữu đều là vô thường, nhưng mà ta muốn có một gọi là ta không muốn làm cho nhiều người phải thất vọng, ta muốn người ta có một cái niềm tin và một cái niềm vui để mà người ta hành đạo, để mà tu hành theo ta, cho nên ta đã nói là có một linh hồn bất biến. Nhưng mà thật ra thì Sa Môn Cù Đàm, tức là Đức Phật á, Phật Thích Ca nói mới đúng, hễ có sanh thì phải có diệt, con phải nhớ lấy điều đó, sau khi ta đi rồi thì hãy quay về với Ngài đi. Cái câu chuyện về Niết Căn Thá đã là nguồn cảm hứng cho tôi viết cái bài Lãng Minh, để đây trong rừng ai đọc bài đó, Lãng Minh, yeah. Lãng là sống, là làng sống, sống nước, lãng là sống, còn minh là cái tiếng kêu, cái tiếng vang, yeah. Lãng minh á, nhiều người họ không hiểu chữ này, minh là cái tiếng, ví dụ như con chim nó kêu gọi là minh, minh là tiếng kêu, lãng minh là cái tiếng sống, là tiếng sống. Thì câu chuyện về ông này là một nguồn cảm hứng để tôi viết cái câu chuyện đó. Thì ông này trước khi mất á, ông muốn giải tán cái đạo của ông, giống như ngày xưa mà có ông Krug, ông Jeddu Krishnamurti, cái ông này đó là người ta mời ông làm giáo chủ Thông Thiên Học, cái hội Ngôi Sao Đông Phương. Thì cái ông Lý Cảnh Thái cũng vậy, khi ông thấy nó tào lao, nó cần thiết thì ông muốn giải tán, nhưng mà ông biết đệ tử nó không có đành lòng, thì chính ông phải là chính ông phải gây cái chia rẽ, chính ông gây cái sự chia rẽ bằng cách là ông kêu thằng đệ tử lớn vô nói như vậy, ông nói ông kêu hãy trở về với Phật đi. Nhưng mà sau đó ông kêu cái thằng đệ tử thứ hai vô, ông lại nói khác, ông nói ngược lại, ông nói là cái thằng sư huynh của con á, ta thấy cái thằng này không xong rồi, nó không có gì con liệu mà tự xử nha. Thế là sau khi mà ổng đi rồi đó, thì ý ổng là một là giải tán, còn nếu không giải tán thì ổng cũng làm suy yếu đi sức mạnh của cái tộc Thái của ổng. Để gì? Bây giờ ổng thấy cái gì mà tào lao thì nó càng yếu càng tốt, phải nhìn nhận đây là tấm lòng đó, để chuyện sau cùng mà ổng còn làm được phải nói rất là đẹp, rất là đẹp, rất là đẹp. Ổng không có cái gan để về với Phật, đúng, ổng không có cái gan, ổng không có thể dẹp được cái tự gái, ổng không dẹp được cái tôi. Nhưng mà trước khi ông đi, ông đã để lại một cái trái mìn hẹn giờ để phá hủy cái công trình mà ông tự thấy là tào lao. Đó là một tấm lòng để lại cho đời, phải nói. Thì khi ông đi rồi, đệ tử nó dĩ nhiên nó chia rẽ rồi. Thì thằng sếp đó, thì thằng đệ tử trưởng tràng á, thì nó nói sư phụ nói vậy đó. Thì thằng thứ hai nó cười khẩy, nó nói trời đất ơi, chuyện vậy mà anh nói được. Chính sư phụ kêu tôi vô, sư phụ dặn như vậy. Rồi bây giờ anh lại nói như vậy, không lý nào mà sư phụ trước khi mất sư phụ nói ngược. Sư phụ rất là tỉnh táo. Thế là có một số theo Phật, còn số ở lại thì nó chia ra làm hai nhóm. Cái nhóm thứ nhất gọi là Cetambara, có nghĩa là bạc, y, mặt toàn màu trắng thôi. Cái nhóm thứ hai gọi là Digambara, tức là cái phải thiên y. Thiên y ở đây thì nghe cho nó sang. Thiên y nghe nó sang. Thiên là trời, y ở đây là y phục, mà y phục của trời nó có nghĩa là tú chi hè, khỏi mặt gì hết, mà tú đi
là khỏi mặt gì hết, là khỏi mặt gì hết, là khỏi mặt gì hết, là thiên y kêu cho nó sang. Còn cái nhóm trước là nhóm xe tâm bát là nhóm bạch y, mà tại sao họ chủ trương là bạch y, chủ trương là không mặc gì hết. Bây giờ quý vị biến độ quý vị còn gặp nha, các vị vào trong Google các vị đánh cho tôi cái chữ này, chữ sa thu đây. Còn nếu mà muốn thì đánh cho nó rõ nữa thì thêm cái chữ naked trước nữa ha, sa thu. Ấn Độ bây giờ là đây bên đó, đây bên đó nghe. Chữ sa thu nghĩa là hiền giả đó, chữ sa thú mình á, cái nó có nghĩa là người lành, có nghĩa là hiền giả nghe, hiền giả. Ấn Độ họ gọi những vị là những vị sa thu, sa thu thì những vị hiền giả. Mà tại sao chúng đưa mặt như vậy là bởi vì họ nói rằng á, mình còn mặc vải có nghĩa là mình còn phải một quá trình sát sinh, rồi phải giặt, rồi phải may, rồi phải nhuộm, rồi phải đầy đọ người ta. Nói chung là phải tốn rất nhiều mồ hôi nước mắt của người khác mới có được áo để mình mặc. Tại sao mình phải làm khổ nhau như vậy? Rồi cái quá trình mà mình xây, mình nhuộm, mình may, mình cắt là một quá trình sát sanh. Cho nên là chủ trương là cái nhà không cần quét, mà họ cất cái nhà, cái đền nó hay lắm. Họ cất sao mà để gió đó, cái sàn, cái nền nhà tự sạch bằng những cái luồng gió thổi vào, chứ còn hạn chế bếp nhà luôn, dễ sợ như vậy. Còn ăn uống, ăn và mặc ở, ba thứ, ăn mặc ở và thuốc men, bốn thứ đều phải ở cái mức độ tối giản, minimum tối giản, coi như là càng hại ra chuyện nào càng hại đời, càng báo đời chuyện đó. Đó đó là cái nhóm thứ nhất, gọi là nhóm Digampara. Nhưng mà cái nhóm thứ hai thì nó nhát hơn chút, họ cũng đồng ý là nhóm thứ nhất nói đúng, nhưng mà họ nói trụ đuổi coi nó cũng kỳ. Quan điểm thì giống nhau nhưng mà nó hơi có cái vụ kỳ trong đó. Ở đó là tụ lũi coi nó cũng kỳ. Thứ hai nữa là tụ lũi vậy là chỉ có mấy nam mới tu được, còn nữ không có tu được. Vậy thôi, bây giờ tụi tôi chủ trương là cha nào mà tụ lũi tụi qua bên kia, còn cha nào mà còn giữ lại một chút của riêng con một chút này đó thì qua bên đây. Thế là họ giữ được màu trắng. Mà tại sao là màu trắng? Là bởi vì họ nói đó là màu trắng là cái màu rốt ráo, màu sâu cùng của các màu. Bởi vì muốn có đen á thì cũng phải nhuộm, rồi muốn có đỏ, muốn có hồng, muốn có tím, muốn có vàng, muốn có xanh thì cũng phải nhuộm. Có cái màu màu trắng này là màu trắng tự nhiên, có nghĩa là vải dệt ra nó màu gì thì cứ giữ y chang như vậy mà xài, không thêm không bớt gì hết. Để hiểu như vậy, trắng đây có nghĩa là chưa có động phạm gì hết, màu trắng thiên nhiên, màu trắng tự nhiên, chứ không phải trắng này nghĩa là họ đi tìm màu trắng. Mà trắng đây có nghĩa là chưa, không có cần nhuộm, không cần động đậy gì hết. Trong trường hợp đó thì cái Ni Gan Thá nó chia thành hai nhóm, thành nó Ni Kiện Tử, họ mới tự xưng là Ni Gan Thá là không có dính mắt, Ni Gan Thá là dính mắt, mà Ni Gan Thá là không có dính mắt. Còn cái Ni Kiện Tử là tàu âm, giống như là Washington âm thành Hoa Tịnh Đốn vậy đó. Ni Kiện Tử là không có nghĩa gì hết, mà cái nghĩa cái chính thức là không dính mắt, Ni Gan Thá. Từ ông giáo chủ tên là ông Chí Ná, cho nên nó kêu là Kỳ Na giáo. Chí Ná là tạo âm là Kỳ Na. Còn tại sao có đạo Chen? Bởi vì cái chữ Chí Ná nó có hai cách viết, một là Chí Ná, hai là Chen. Chí Ná là vậy đó nha. Cho nên là khi mà Ngài Xá Lợi Phất mà Ngài thấy cái cảnh mà ông Ni Gan Thá này ổng chết rồi mà đệ tử nó chia phe đã phá như vậy, thì Ngài mới suy nghĩ mai này Thế Tôn cũng sẽ có lúc ra đi, và khi đó đệ tử của Ngài cũng sẽ là chia năm xẻ bảy, tan đàn sẽ nghe. Ngài sắp hết, Ngài thấy rằng bây giờ Phật Pháp á, thì mỗi người nhớ một mớ, mà có nhiều bài kinh quá dài, mà lỡ người đời sau họ nhớ không hết thì sao? Đây, cái chỗ này phải ghi. Ngài Xá Lợi Phất xét thấy nhiều kinh quá dài, rồi gì nữa khó nhớ, nên đã giảng kinh chi ở gần này, cái tập thoại đặc biệt này, kinh thập thượng. Kinh thập thượng tiếng Pali kêu là Dasutra. Sutta
trong trường bộ hát bên bờ hồ, bờ hồ chi ta, bờ hồ chi, bên bờ hồ gắt ra nè. Ở ở đâu? Ở xứ Champa. Nội dung kinh là thu gọn toàn bộ giáo lý vào một kinh. Dễ sợ chưa? Tất cả được sắp xếp theo hệ thống số đếm từ nhỏ đến lớn. Thí dụ như danh sách là 2, tất cả cái pháp nào, tất cả những bài kinh nào có nói đến 2 vấn đề thì ngài kể vô một group. Rồi có 3, ví dụ như tam độc là tham sân si, 3 là tam tướng vô thường ngũ vô ngã, 3 là Phật pháp tăng, vân vân. Rồi 4 là cái gì? 4 là ly tứ diệu đế, 4 là thất giác chi, là tứ niệm sở, là tứ niệm xứ, là tứ niệm tứ như ý túc, rồi vân vân. Cái gì mà 4 á, để vô một group. Tôi nói các vị nghe kịp không? Tất cả sắp xếp hệ thống số đếm thì phải cố đến số đếm. Từng rất vậy đó, cho nó dễ nhớ. À, thì đó, cái đó được gọi là cái tập. Và một bài kinh thứ 2, cái dị bản. Dị, đó là một lần khác á, dị bản của kinh đó là kinh Phúng Tụng. Mà Phúng Tụng này á, là cái tiếng Pali gọi là Sanghiti Sutta. Chữ này được dịch là kiếp tập. Đó, chữ Sanghiti đó, đúng ra cái chữ Sanghiti đó là phải dịch là kinh kiếp tập mới đúng, nhưng không phải là mới đúng mà mình nghe mới quen. Nhưng mà tại vì trong Hán Tạng nó dịch là kinh Phúng Tụng thì ngày Minh Châu dịch phúc nghe Sanghiti cái ngày kiếp tập. Sanghiti là kiếp tập là thu gom lại. Sanghiti là thu gom lại. Cho nên trong trường bộ kinh, hai kinh này được sao được xếp cạnh nhau. Để xếp cạnh nhau là kinh, thế gọi là kinh Sanghiti, là kinh kiếp tập. Nha, nhớ nha. Được giảng tại đâu? Tại Champa. Tại Champa. Bộ gắt ra ra. Tức là chỉ cái tên này không đó. Mà nó ra một đống chuyện từ nãy giờ tôi mới nói cái tên rồi đó. Để lạnh sống chưa? Chỉ mới có cái địa danh là ra ở Champa, chỉ cái tên này không là nó ra một rừng vấn đề nổi tiếng. Nha, nhớ nha. Rồi lúc bây giờ thì ngày Văn Như Xá, ngày nhìn thấy hình ảnh là Đức Phật, ngày ngồi giữa chư tăng, ngày nhìn hình ảnh đẹp quá, cho nên là ngày mới xin phép Thế Tôn cho ngày đọc một bài kệ cảm hứng. Và trong chú giải thì không nói gì hết, trong chú giải chỉ giải thích có mấy chữ nhỏ nhỏ thôi. Đó là ví dụ như trong chú giải nói rằng là trong chính kinh có câu là giữa đại chúng mấy cái công chiếu sáng về quan sắc và danh sinh, quan sắc và danh sinh. Thì cái quan sắc ở đây đó là cái chữ văn nét, có nghĩa là cái màu da và hảo tướng, cái vẻ ngoài đó, cái quan nát này cái vẻ ngoài đó. Còn cái danh sinh ở đây đó là cái giác sát. Giác sát ở đây đó ám chỉ cho cái uy phong của ngài có đại chúng. Đại chúng sao đại chúng? Danh sinh của ngài bằng. Thì lúc đó ngài qua cái giác thấy thích quá đi, ngài nó xin phép cái tôi. Rồi bây giờ tới bài kinh cuối cùng. Đây, bài kinh cuối cùng là bài kinh nói về ngài, có đã không? Đúng là bài kinh này để phía trên cùng nó đỡ khổ người ta biết nhiều không, để cuối cùng mới chịu
kể ra. Bài kinh này đó là nói về ngài, bằng cái kinh này nói về ngài, có nghĩa là sau khi mà ngài đi xuất gia, ngài chứng quả không bao lâu á, thì ngài mới đọc lên cuốn bài kệ nói về bản thân mình. Nói về bản thân mình thì ngài có xác nhận là ngài có một thời rất là mê thơ, nhưng bây giờ hết rồi, bây giờ hết rồi, bây giờ thì chỉ còn có thơ tiếng Bali kia là gì, kêu là ca, ca quay giá là thơ ha, là thi thơ. Còn thi sĩ là cao vị, là thi sĩ ha. Thì ngài xác nhận có một thời, có một thời ta cũng mê thơ, còn bây giờ ta chỉ dùng thơ để mà nói về đạo, dùng thơ để mình chuyển tải chánh pháp mà thôi, chứ không có như ngày xưa nữa. Mà đọc cái này tôi mới nhớ câu chuyện của Sơn Nam ngày xưa, của cũng kể có ông võ sư dạy võ cho đám thanh niên, rồi về sau là tới lúc mà Tây vô đánh Việt Nam á, thì ông thấy Tây họ có súng ống tối thân, ông buồn, ông mới kêu đám thanh niên mà học trò ông tới, ông nói, ông nói ngày xưa đó thì tưởng là mình á, học võ để mà đi cứu đời, giúp đời, thế cứu nhân độ thế, bây giờ thời buổi súng ống rồi thì võ của mình, võ thuật cũng không có xài nữa, còn cái cây gậy trường côn nữa của thầy thôi, bây giờ thầy già thì không có đi đánh giặc với mấy con được, mà thầy cũng có gì đóng góp thôi, thì mấy con thích thì cứ lấy gậy đi chẻ củi nấu cơm coi như đóng góp của thầy, ví dụ vậy đó. Nghe tôi đọc câu chuyện tôi ngậm ngùi lắm. Cái thời mạt của nho học, cái thời mạt của một cái nền văn hóa cổ xưa. Thì ở đây tôi đọc cái bài kệ này, tôi tự nhiên tôi chợt nhớ tới Sơn Nam. Thì ở đây cũng vậy, ngày đó ngày xưa thì người ta có một thời ta mê thơ, ta đi lang thang là một thi sĩ, nhưng thôi thì bây giờ ta đã về với Phật rồi, thì cái những cái dòng thơ xưa bây giờ chỉ dùng để mình nói kinh thôi. Dùng để diễn tả, để mà chuyển đạt, vì chuyển tải diễn đạt chánh pháp thôi, chứ thơ đã chết rồi, thơ đã chết trong lòng từ thở ấy rồi. Rất là hay. Những ai, những tu sĩ, những cư sĩ mà ham làm thơ thì có nên đọc lại đời của nhân vật này. Bây giờ chỉ dùng thơ để mình nói đạo thôi. Ok, nên chú giải thì cũng không nói gì, chỉ kể câu chuyện đời của ngài mà thôi. Kể là trước khi ngài đi, kể ngày xưa cách đây 100.000 đại kiếp nha, cách đây 100.000 đại kiếp thì ngài thì coi như là đi xuất gia. Xin lỗi, cách đây 100.000 đại kiếp ngài đi gặp Phật Panamuttara, và ngài thấy vị Phật đó đang tán dương một cái người đệ tử mà đệ nhất về cái ứng khẩu, thì ngài mới đi, ngài mới làm phước nguyện đời sau cũng được như vậy. Để nhờ vậy cho nên là sau này đến đại Phật Thích Ca mình trải qua 100.000 đại kiếp luân hồi ha, tu tạo ba la mật, thì đến đời của mình thì ngài sanh vô là làm con của một cái ông du sĩ. Du sĩ là cái người mà làm sao ta, một cái người mà đi lang thang, nhưng mà không phải lang thang mà cứ homeless, mà lang thang mà theo đuổi một cái lý tưởng tôn giáo nào đó. Theo đuổi một lý tưởng tôn giáo, và bây giờ Âu Mỹ cái thứ này nhiều lắm, tức là họ cũng tin Chúa nhưng mà họ không có theo, họ không có vô nhà thờ, họ không có chịu ở nhà mà họ đi lang thang, họ sống bờ xuống bụi, xin được cái gì xin, rồi họ có bảo hiểm đó, trước khi họ đi lang thang họ đi làm đó, họ sống bằng cái bảo hiểm xã hội, bằng cái sự bảo hiểm, bằng cái sự hỗ trợ của xã hội, trợ cấp xã hội, đi họ đi lang thang, họ đi hành hương hết miền đất này qua miền đất khác, một lòng một thờ Chúa thôi. Họ nghĩ rằng phải sống như vậy thì mới gần với Chúa hơn. Thì Ấn Độ ngày xưa cũng vậy, họ cũng thờ Phạm Thiên, họ cũng thờ ông thần ông táo gì đó, ông tà ông táo, nhưng mà họ chủ trương sống lang thang như vậy. Thì cái người như vậy gọi là Paripatika, nam du sĩ, còn nữ du sĩ là Paripatika là nữ du sĩ. Đó, thì có một ông nam đó, ông đi lang thang rồi ông gặp một cái bà cũng lang thang, rồi cái hai tâm hồn lớn gặp nhau, hai trái tim cùng đập một nhịp điệu, và họ đã cùng nhìn về một hướng, tay nắm tay và đi lang thang. Sau đó họ mới có sinh ra một đứa con, chính là ngài Văn Ghi Sa. Ngoài cái chuyện học được
tất cả những cái kinh nghiệm tranh luận tôn giáo triết học của cha mẹ, thì ngài còn học thêm một cái món gọi là độc chiêu bí kíp, đó là cái một cái bộ môn mà gọi là Chavasi Samanta, tức là thần chú sọ người. Chava là cái xác chết, si xá là cái đầu người sống gọi là cái đầu, nhưng mà người chết gọi là cái sọ hả. Đó, còn cái manh tá đây có nghĩa là bùa chú hả, là bùa chú. Mà cái môn này học gọi là Chavasi Samanta, đó là thần chú sọ người hả. À, mà cái chữ Chava này nó giống giống như tiếng Việt là chữ xác vậy đó, nhìn qua giống như chữ xác vậy đó. À, thì ngày học được cái đó là khi mà mình ngày gõ lên cái nếu mà ai đi xa quá thôi, nhưng mà ai gần gần á, tái sanh gần gần thì ngày gõ vô cái sọ, ngày biết người đó hiện giờ đang ở đâu hay vậy đó. Thì nhưng mà tới khi ngày gặp Phật rồi đó, thì bữa hôm tôi cứ kể chuyện này rồi, khi gặp Phật thì ngày biết rằng cái khả năng ngày không tới đâu hết, sẽ thấy ngày sinh đi xuất gia. Ngày sinh đi xuất gia thì ngày mình biết rồi, thì sau đó ngày trở thành một vị A La Hán và trở thành một vị đệ nhất với cái tài ứng khẩu, như vậy thôi. Bản kinh cuối cùng thì chỉ kể chuyện về ngày thôi nhé, chuyện tôi đã kể rồi. Ok, bây giờ là cũng đã 8:30 rồi, tức là tôi giảng từ 6 giờ, tôi giảng tới 2:30 đồng hồ, trời đất, ráng cho nó xong. Bây giờ đã xong rồi. Xin đảnh lễ chư Tôn Đức, xin chào các vị, gặp lại nhau vào ngày thứ năm, mấy quên mất rồi.